Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Trường 91 bị bắt giữ luận tội. Anh sẽ nhờ thiên thành đến giải quyết. Lê Uy Long bình thản nói. Trời, anh lại định gây rắc rối cho thiên thành lần nữa à? Chu Nhược Mai cảm thán. Nếu không phải anh ấy làm việc này thì ai sẽ làm đây? Uy Long cũng ngạc nhiên trước thái độ của Nhược Mai. Ôi thần linh ơi, thiên thành đúng là xui xẻo khi phải làm đồng đội với anh. Chu Nhược Mai than vãn và nhìn Uy Long đầy chán nản. Lúc này, Nguyễn Tú Hằng đột nhiên thay đổi biểu cảm trên mặt và nói trong hoảng loạn, lần này không hay rồi, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Có chuyện gì vậy? Lê Uy Long cau mày hỏi. Lúc nãy khi anh và giám sát thủ đánh nhau ở đây, tôi sợ là bọn chúng sẽ giết chết anh nên đã gọi cảnh sát trình báo mọi việc mất rồi. Có khi họ sắp đến nơi rồi cũng nên, Tú Hằng tá hỏi nói. Hả, sao cô lại báo cảnh sát làm gì? lê uy long không nói nên lời thì tôi tưởng rằng anh không thể đánh bại chúng vì vậy mới nhờ cảnh sát giúp đỡ tú hằng cúi mặt nói ấp úng hai thôi vậy dù sao cũng là ý tốt nếu đã lỡ gọi rồi thì cứ để họ đến lê uy long nói một cách thờ ơ nguyễn tú hằng đã lo lắng cho an nguy của anh nên mới sốt sắng báo cáo vụ việc với bên cảnh sát anh làm sao có thể đổ lỗi cho lòng tốt của cô ấy được dù sao đi nữa những sát thủ này đã cố tình tìm đến đây để ám sát anh, anh giết họ cũng là phòng vệ chính đáng, cảnh sát cũng không thể bắt bẻ gì được. Mà cho dù cảnh sát muốn bắt giữ và làm khó Lê Uy Long, anh có thể phái sư đoàn của sĩ quan Lưu tới xử lý bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã giết rất nhiều người, cánh cảnh sát thành phố nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Không chỉ thế, có khi họ còn buộc anh phải thú nhận cả những vụ giết người trước đó trong câu lạc bộ Wonderland và trận chiến ở nhà máy bỏ hoang nữa đấy nguyễn tú hằng lo lắng nói audio điện tử võ tấn bền không sao tôi sẽ ổn thôi họ không thể làm gì được tôi đâu tôi giết người đều là vì phòng vệ chính đáng lê uy long nói mặt không chút cảm xúc em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng xóa hiện trường đừng để cảnh sát biết rằng anh đã giết ai đó chỉ cần chúng ta xử lý hiện trường và dọn dẹp sạch sẽ khi cảnh sát đến chúng ta có thể nói rằng thủ phạm giết người đã trốn thoát Chu Nhược Mai nói. Phải, cách này cũng ổn đấy, chúng ta mau làm luôn thôi, đừng ngồi chờ thiên thành đến giải quyết nữa. Nguyễn Tú Hằng cũng nói. Quá muộn rồi, Lê Uy Long thản nhiên nói. Anh vừa dứt lời, một chiếc xe cánh át chuyên dụng đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt họ. Cả Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đều tròn mắt kinh ngạc xen lẫn nỗi sợ hãi khi nhìn thấy chiếc xe từ sở cảnh sát thành phố. Cảnh sát này hôm nay sao lại tới nhanh quá vậy? chỉ trong vài phút đã đến hiện trường một cách bất ngờ. Khi cần họ đến nhanh trong những tình huống khẩn cấp như vụ nữ y tá bị bắt cóc ở bệnh viện, họ lại đến trễ và thậm chí còn chẳng đến đủ người. Vậy mà bây giờ, khi cần họ đến chậm một chút thì lại lập tức có mặt nhanh như vậy. Thấy chiếc xe cảnh sát đến gần, Nhược Mai và Tú Hằng biết rằng đã quá muộn để xử lý những xác chết và họ không khỏi lo lắng về nó. Mọi sự lúc này đành vì thuộc vào số phận thôi, và lại Lê Uy Long đã khăng khăng nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Lần này tất cả sẽ phụ thuộc vào việc anh ta giải quyết như thế nào. Ánh Hạ chính là cảnh sát đã lái xe đến biệt thự này, tới nơi cô nhanh chóng hãm phanh và bước ra khỏi xe. Nhược Mai và Tú Hằng có linh cảm chẳng lành khi nhận ra cảnh sát vừa mới đến chính là Ánh Hạ, đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố, người đã từng có ấn tượng không tốt và hiềm khích với Lê Uy Long. Nếu rơi vào tay cô ấy, Lê Uy Long chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp còn lê uy long khi thấy ánh hạ đến anh cũng ngạc nhiên vô cùng trái đất này sao mà tròn đến vậy người không muốn gặp nhất thì lại xuất hiện ngay lúc này ánh hạ vừa xuống xe đã bị sốc khi nhìn thấy bảy xác chết đẫm máu nằm la liệt trên hiện trường gì đây anh chính anh đã giết tất cả những người này ánh hạ cau mày hỏi phải là tôi đã giết họ lê uy long thẳng thắn thừa nhận vừa nghe lê uy long nói dứt câu Ánh Hạ lập tức rút chiếc còng số 8 trong túi áo ra và tiến lại còng tay Lê Uy Long, hung thủ giết người, mà không nói thêm lời nào. Lệ Uy Long cũng không chống cự, ngoan ngoãn để nữ cảnh sát còng tay mình. Bởi vì anh không muốn nhận thêm tội chống đối người thi hành công vụ. Còn nếu Lê Uy Long có ý định chống đối, cho dù có 100 ánh hạ ở đây cũng không thể bắt nổi anh. Anh đã bị bắt, ánh hạ nói sau khi còng tay Lê Uy Long. Tôi biết, nhưng chuyện này có phải quá vô lý không? Lê Uy Long hỏi lại: "Anh, anh đã bị bắt mà vẫn muốn tỏ thái độ chống đối sao?" Ánh Hạ có chút tức giận khi thấy Lê Uy Long tỏ ra quá kiêu ngạo đối với cô. "Đây đâu thể gọi là bị bắt giữ, tôi chỉ đang thể hiện sự hợp tác trong cuộc điều tra thôi." Lê Uy Long nói. "Nhân chứng vật chứng đã rành rành ra đây rồi, chính anh cũng đã thừa nhận rằng mình là kẻ giết người, còn gì cần phải điều tra nữa?" Ánh Hạ nói gay gắt. "Đúng là tôi đã giết người, nhưng đó là sự tự vệ chính đáng." Uy Long quyết nói lý với nữ cảnh sát nọ. "Phòng vệ chính đáng gì?" Ánh Hạ ngạc nhiên hỏi. "Chính những người này đã gây sự trước và muốn giết tôi, mạng sống của mình bị đe dọa như vậy, chẳng lẽ cô bảo tôi phải ngồi yên chịu chết à?" Lê Uy Long giải thích. "Hả? Tại sao bọn họ lại muốn giết anh?" Ánh Hạ ngạc nhiên hỏi lại. "Bởi vì tất cả họ đều là những sát thủ." Lê Uy Long nói. "Cái gì? Sát thủ?" nữ cảnh sát tròn mắt ngơ ngác. "Phải, cô là cảnh sát nên chắc cũng từng nghe nói qua. Bọn họ chính là Thất Bang Sát Thủ, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng siêu sát thủ của nước ta đấy." Lê Uy Long phân trần. "Ý anh là Thất Bang Sát Thủ trong huyền thoại?" Nghe tới đây ánh hạ càng kinh ngạc hơn, tất nhiên cô cũng đã nghe nói về nhóm sát thủ máu lạnh khét tiếng này, bọn họ là những kẻ giết người đáng sợ trong truyền thuyết nhắc đến cái tên đó thôi cũng đủ khiến cả giới giang hồ lẫn lực lượng cảnh sát đều phải dùng mình phải chính là bọn họ uy long nói vậy là một mình anh đã giết chết tất cả bảy sát thủ chuyên nghiệp này tất nhiên ánh hạ sẽ không dễ dàng tin rằng lê uy long có khả năng này không phải tôi ở đây còn ai nữa chắc cô cũng biết rằng tôi là lính đặc nhiệm chứ hả lê uy long hỏi nghe anh ta nói điều này Ánh Hạ đột nhiên nhớ lại những tin đồn đã lan truyền sau đám cưới hoành tráng của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai vào tháng trước. Một trong số đó là tin đồn rằng họ Lê này là lính đặc nhiệm của quân đội. Xem ra không có gì lạ khi anh ta có thể bắn hạ trịnh kiến sang, gã tù nhân định bỏ trốn tại bệnh viện lần trước. Tuy nhiên, tóm lại Lê Uy Long này cũng chỉ là một người lính bình thường, làm thế nào anh ta có thể cùng lúc hạ đo ván thất bang sát thủ mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Đây là trò đùa sao? anh chẳng qua chỉ là một quân nhân bình thường làm sao có thể giết cả nhóm sát thủ thiện chiến như thế này được ánh hạ hỏi lại thất bang sát thủ chỉ là một cái hư danh mà bọn chúng cường điệu lên để tự tạo ra danh tiếng cho mình tôi thực sự đã giết họ đấy có gì đáng ngạc nhiên đâu lê uy long nói nhẹ nhàng ý anh là bọn họ chỉ là những sát thủ giả mạo lấy danh nghĩa là thất bang sát thủ ánh hạ bất giác thốt lên nếu họ thực sự là thất bang sát thủ nổi tiếng tàn nhẫn làm sao quân nhân hạng soàng như lê uy long có thể kết liễu dễ dàng như vậy chuyện này tôi không biết được chẳng phải đó là nhiệm vụ của đội trưởng đội cảnh sát điều tra cô sao lê uy long nói cho dù bọn họ có đúng là thất bang sát thủ hay không tôi muốn biết lý do mà họ muốn giết anh là gì chuyện này chắc là anh biết rõ nhỉ ánh hạ hỏi lại không phải quá rõ ràng rồi sao tất nhiên là bọn họ được ai đó thuê đến để giết tôi đám sát thủ vẫn luôn giết người thuê vì tiền mà lê uy long nói ánh hạ rất khó chịu trước cách nói chuyện thiếu tôn trọng của lê uy long cô hỏi thế ai là người thuê trước khi ra tay bọn họ có nói với tôi rằng chính trương gia đã thuê họ giết tôi uy long nói trương gia là gia đình họ trương giàu có bề thế nhất ở thành phố quốc hòa này ư ừ. ánh hạ kinh ngạc hỏi lại đúng vậy ngoại trừ trương gia này làm gì còn ai có đủ khả năng thuê thất bang sát thủ chứ lê uy long nói tiếp khẽ thở dài vì cuối cùng cô ta cũng chịu hiểu ra nhưng tại sao gia đình họ chưa muốn giết anh ánh hạ vẫn chưa hết tò mò chuyện đó tôi cũng không rõ uy long không muốn nói với ánh hạ về mối hận thù sâu sắc giữa mình với gia đình họ trương vì vậy anh đã cố lờ đi sau đó hãy nói lại cho tôi với cục bảo vệ pháp luật uyang binh nói chu nhược mai thấy ánh hạ có vẻ chuẩn bị đưa lê uy long đi liền vội vàng nói đội trưởng Chồng tôi thực sự chỉ phòng vệ thôi. Chính những sát thủ này muốn giết anh ấy nên chồng tôi mới buộc phải ra tay với họ. Đó là sự thật, tôi có thể làm chứng về điều này, vậy nên xin đừng bắt anh ấy. Phải, tôi cũng có thể làm chứng. Vừa nãy tôi thấy những người này lao vào định giết chết Huy Long, vì vậy tôi mới gọi cho cảnh sát các cô để báo cáo sự việc. Chính là tôi đã gọi đây. Nếu những gì Huy Long nói không phải sự thật, nếu anh ta thực sự giết người, tại sao tôi phải gọi cảnh sát chứ? Nguyễn Tú Hằng cũng nói. chương 92 mong muốn của Thiên Thành. Đừng lo, tôi chỉ đưa anh ta về đồn để hỗ trợ điều tra. Nếu Lê Huy Long thực sự chỉ phòng vệ, tôi sẽ không làm khó anh ta nữa. Ánh Hạ nói. Tôi sẽ đi với cô ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hai người không phải lo lắng. Lê Huy Long an ủi. Vào lúc này, lại có thêm một vài chiếc xe cảnh sát chuyên dụng xuất hiện bên cạnh hiện trường một nhóm cảnh sát bước ra khỏi xe và rất sốc khi trông thấy hiện trường vụ án mạng đội trưởng chúng tôi đã đến trễ hung thủ giết người đã bị bắt chưa ạ à? một trong những cảnh sát đến đứng cạnh ánh hạ và hỏi đã bắt rồi đây anh ta là lê uy long ánh hạ đẩy uy long lên trước và nói đội trưởng ra tay nhanh thật đó anh cảnh sát nọ cười nói cậu hãy thu thập tất cả bằng chứng có liên quan tại hiện trường này sau đó đưa các xác chết về nhà xác của sở để xác minh danh tính họ xem họ có đúng là thất bang sát thủ hay không còn bây giờ tôi sẽ đưa lê uy long về sở để thẩm vấn ánh hạ nói với vẻ nghiêm túc vâng tôi đã rõ thưa đội trưởng viên cảnh sát nói được rồi lê uy long mau đi với tôi nói xong ánh hạ áp giải uy long lên xe của mình và chuẩn bị rời đi uy long chu nhược mai vẫn rất lo lắng và chạy theo hai người họ nhược mai anh thực sự không sao mà em đừng lo lắng quá nhân tiện Em có thể gọi cho Thiên Thành giúp anh không? Hãy nói là anh đã đến sở cảnh sát thành phố để hỗ trợ điều tra và bảo Thiên Thành đừng hành động vội vàng. Số điện thoại của anh ta là. Lê Uy Long cẩn thận dặn dò vợ mình và ghé vào tai cô đọc số điện thoại của Thiên Thành. Uy Long lo rằng nếu Thiên Thành biết rằng anh ta đã bị bắt đến sở cảnh sát thì sẽ lập tức cử Lưu Bảo Kim đưa sư đoàn của anh ta vào thành phố ứng cứu. Như vậy thì sẽ hỏng hết toàn bộ kế hoạch mà họ đã bàn bạc từ đâu vì vậy anh phải dặn trước chu nhược mai thông báo với thiên thành và yêu cầu anh ta đừng hành động lỗ mãng được em biết rồi chu nhược mai không hiểu ý của uy long là gì nhưng cô vẫn ghi nhớ số điện thoại của thiên thành trong đầu thiên thành mà anh đang nói đến là viên trung úy của đơn vị đại long đó hả ánh hà Cao mày hỏi phải lê uy long đáp ha ha anh ta thì có thể hành động lỗ mãng gì chứ thiên thành đó dám đến đây cướp mục sao nếu vậy chỉ cần anh ta xuất hiện, tôi sẽ bắt giữ luôn một thể. Nghe nói anh ta đã mạo nhận mình là một trung úy, đây đúng là cơ hội tốt mà. Anh hãy mau khai ra nơi ẩn náu của hắn ta đi. Ánh Hạ nói dữ dội. Chấm chấm, Lệ Uy long toát mồ hôi đầm đìa, không được, tôi sẽ không phản bội đồng đội của mình. Không sao, bây giờ anh không nói với tôi cũng được. Nhưng khi chúng ta trở về sở cảnh sát, tôi sẽ có những cách riêng để buộc anh khai ra điều đó. Ánh Hạ nói một cách quyết liệt, chỉ cần về đến sở, cô sẽ có cả trăm cách để Lê Uy Long khai báo một cách trung thực. Ngay khi Ánh Hạ lái xe áp giải Lê Uy Long đi, Chu Nhược Mai chạy ngay về căn biệt thự và gọi cho Thiên Thành. Lúc này, Phạm Gia vẫn đang nghỉ ngơi ở trong phòng khách sạn, vừa thấy cuộc gọi của Chu Nhược Mai, anh liền trả lời ngay. Lần trước khi Lê Uy Long gọi cho anh ta, Lê Soái đã sử dụng điện thoại di động của Chu Nhược Mai. Thiên Thành đã nhanh chóng lưu số đó lại nên giờ đây có thể biết ngay rằng đó là số điện thoại của cô xin chào đây đúng là số của chu nhược mai nhưng thiên thành không chắc là lê uy long đang sử dụng điện thoại di động cô hay chính chu nhược mai đang gọi nên anh ta cứ giữ phép lịch sự trước là số của trung úy thiên thành phải không chu nhược mai cũng lo rằng cô đã nhớ nhầm số vì vậy cô đã hỏi để kiểm tra trước chị dâu là em đây em là thiên thành chị gọi cho em lúc muộn thế này có việc gì không thiên thành đã nhận ra giọng nói của chu nhược mai đúng là có chuyện uy long anh ấy vừa mới bị bắt bởi một cảnh sát nào đó ở sở cảnh sát thành phố anh ấy đã nhờ tôi thông báo với anh chu nhược mai nói với vẻ lo lắng sao anh long đã bị ai đó của cục cảnh sát bắt đi thiên thành đang nằm dài bỗng đứng dậy anh đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi phải chu nhược mai nói trong lòng tự hỏi vì sao giọng thiên thành lại có vẻ phấn khởi như vậy đây đâu phải là chuyện vui. "Tốt, tốt, thật quá tốt rồi." Thiên Thành Hào hứng nói. Cứ phải ở lì trong khách sạn suốt những ngày này, anh ta đã rất mệt mỏi và gần như nghẹt thở, anh chỉ chờ Lê Uy Long bị người của cục cảnh sát đưa đi, như vậy thì anh ta có thể lập tức ra hiệu lệnh cho Lưu Bảo Kim đưa sư đoàn và lực lượng đặc nhiệm đóng quân ở vùng ngoại ô di chuyển vào thành phố, sau đó tiến thẳng đến cục cảnh sát làm một trận tương bừng. Chu Nhược Mai nghe Thiên Thành vỗ đùi cái đét đầy hào hứng, lại còn nhắc đi nhắc lại chuyện tốt cô đột nhiên toát mồ hôi. Chẳng lẽ do đã bị Lê Uy Long bắt nạt quá nhiều, nên giờ đây khi biết rằng Lê Uy Long bị bắt, Thiên Thành mới cảm thấy hạnh phúc như vậy không? Chuyện này có gì vui sao? Lê Uy Long đã bị bắt đó, anh thấy hả hê lắm à? Chu Nhược Mai cao mày hỏi với vẻ không hài lòng. Chương 93 giải cứu 1. Không, không, đừng hiểu sai ý tôi, ý tôi không phải thế. Thiên Thành nhận ra mình đã làm nhược mai hiểu nhầm nên toát mồ hôi vội vàng bào chữa. Anh hỏi tiếp, mà tại sao cảnh sát lại tới bắt anh Long? Một nhóm người xưng là, là thất bang sát thủ gì đó đã kéo tới trước nhà tôi định giết Huy Long, nhưng chúng đã bị anh ấy lấy mạng. Sau đó nữ cảnh sát ánh hạ ở đội điều tra tội phạm đã dẫn cảnh sát tới bắt giữ anh ấy. Anh ấy hoàn toàn chỉ giết người vì mục đích tự vệ chính đáng mà thôi. Chu Nhược Mai ngắn gọn tường thuật lại sự việc. Tôi hiểu điều này. Chị dâu, chị cứ yên tâm, tôi sẽ đi giải cứu anh Long ngay lập tức. Thiên Thành không hề ngạc nhiên khi nghe tin thất bang sát thủ khét tiếng thiệt mạng trong tay Lê Uy Long. Chúng so với Uy Long chỉ là hạng tép siêu trước một lê xoái lấy lừng. Anh ta phấn khích khi cuối cùng cũng có thể hạ lệnh cho Lưu Bảo Kim thống lĩnh đội quân tinh nhuệ tiến vào thành phố giải cứu Lê Uy Long. Anh đừng vội, trước khi Lê Uy Long rời đi, anh ấy đã yêu cầu tôi gọi cho anh để nói rằng anh đừng vội vàng hành động. Chu Nhược Mai cuối cùng cũng nói rõ lời nhắn của Lê Uy Long trước lúc rời đi. "Tại sao?" Thiên Thành bối rối hỏi. "Bởi vì anh ấy nói rằng anh ấy chỉ đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra thôi." Chu Nhược Mai không biết Thiên Thành định làm gì để cứu Lê Uy Long khỏi những rắc rối về luật pháp nhưng đã được dặn dò, cô chỉ có thể nói với Thiên Thành những gì Lê Uy Long đã nói. "Ồ, được rồi, tôi hiểu rồi." Thiên Thành trùng giọng xuống nản lòng, có vẻ như anh lại phải tiếp tục chờ đợi vậy thì tốt rồi tôi cúp máy đây chu nhược mai nói được rồi tạm biệt chị dâu sau khi ánh hạ rời đi cùng lê uy long số cảnh sát còn lại bắt đầu thu thập bằng chứng tại chỗ đưa thi thể đi và sau đó dọn dẹp hiện trường lê uy long và ánh hạ ngồi trong xe không nói lời nào đi được nửa đường điện thoại di động của ánh hạ đột nhiên reo lên đó là cấp dưới của cô quang hùng ánh hạ nhanh chóng cầm máy quang hùng có chuyện gì vậy Đội trưởng, tôi muốn báo cáo với cô một việc khẩn cấp. Giọng Quang Hùng căng thẳng. Có chuyện gì vậy? Tôi nghe đây, ánh hạ hỏi. Lục Cao và tôi phát hiện ra rằng băng hổ báo đã ra khỏi vùng ngoại ô. Chúng tôi lặng lẽ theo dõi liền thấy chúng vào thung lũng ngạc khuông và bắt đầu giao dịch hàng cấm với một nhóm người không rõ nguồn gốc ở đó. Quang Hùng nói nhanh. Thần kinh của ánh hạ căng lên ngay lập tức. Cô hỏi. Có bao nhiêu người ở đó? Có khoảng hơn 200 người cả hai nhóm tất cả đều có súng. Quang Hùng trả lời. Được rồi, tôi hiểu rồi. Hãy tiếp tục theo dõi chúng thật chặt, đừng hành động vội vàng. Tôi sẽ đưa người đến đó ngay lập tức. Ánh hạ ra lệnh. Đoàn, đoàn. Đúng lúc này ánh hạ nghe thấy phía bên kia đầu dây vang lên những tiếng súng nổ chát chúa. Cô giật mình hỏi. Chuyện gì vậy, Quang Hùng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đội trưởng không ổn rồi, chúng tôi đã bị phát hiện, Quang Hùng lo lắng nói khuôn mặt ánh hạ đanh lại, cô hét to vào điện thoại, ra ngoài. Lập tức ra ngoài. Đoàn, đoàn, đoàng. Quang Hùng không kịp trả lời, chỉ có tiếng súng dữ dội đáp lời ánh hạ. Tình hình rất nghiêm trọng, có lẽ Quang Hùng và cậu cảnh sát đi cùng đang phải chiến đấu vô cùng dữ dội. Cô cảm thấy lo lắng vô cùng, linh cảm của một chiến sĩ cảnh sát dày dặn kinh nghiệm mách bảo cô về một trận chiến đẫm máu vô cùng bất lợi cho người phía cô ánh hạ ngay lập tức đạp chân ga tăng tốc hết sức chạy ra vùng ngoại ô tới thung lũng ngạc khuông. Cô biết rằng Quang Hùng và Lục Cao chỉ có hai người lại phải đối mặt với hơn 200 tên tội phạm nguy hiểm có vũ khí trong tay. Nếu chậm trễ trong việc chi viện, ít phút nữa họ chắc chắn không thể cầm cự nổi và sẽ hy sinh. Do đó, cô không có thời gian để gọi và thông báo về sở cảnh sát. Cô định đến thung lũng ngạc khuông một mình à, thính giác của Lê Uy Long rất tốt. Loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa Ánh Hạ và cấp dưới, Uy Long nhận ra ngay tình hình nguy cấp mà Quang Hùng đang mắc phải. "Tôi không kịp gọi về sở cảnh sát, làm ơn giúp tôi gọi điện." Cố gắng tăng tốc thật nhanh đến thung lũng ngạc khuông nên lúc này Ánh Hạ không thể phân tâm. Chỉ một giây không tập trung chú ý, một tai nạn xe hơi nghiêm trọng rất có thể xảy ra trên cung đường ngoằn nghèo đèo dốc này. "Được, tất nhiên Lê Uy Long sẵn sàng giúp đỡ việc này." Là một chiến binh cầm quân trên mặt trận Nhiệm vụ của anh là bảo vệ Tổ quốc. Bây giờ trong cuộc sống đời thường, bắt giữ tội phạm ma túy cũng là một công việc để bảo vệ đất nước thân yêu của anh. Dòng máu yêu nước của một chiến sĩ quân đội dũng cảm luôn chảy trong huyết quản thì làm sao anh có thể làm ngơ khi ánh hạ và lực lượng cảnh sát đang cần. Hơn nữa, những kẻ đó đều thuộc bang hổ báo, kẻ thù giết cha của anh. Anh cũng muốn giúp đỡ những chiến sĩ cảnh sát này hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lệ Uy Long nhẩm tính, chỉ khoảng 200 người thì vẫn chưa cần gọi đến đơn vị tinh nhuệ của Lưu Bảo Kim. Vì vậy, anh lấy điện thoại di động của Ánh Hạ gọi về sở cảnh sát yêu cầu gửi chi viện tới Thung Lũng Ngạc Khuông. Mặc dù tay vẫn bị còng nhưng Huy Long xoay sở gọi được. Lúc tắt máy, Lệ Huy Long nhận ra Ánh Hạ bắt đầu kéo hết ga, phóng đi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Anh nhíu mày kêu lên: "Cô muốn chết sao? Lái xe với tốc độ thế này thì cô chưa chết vì súng đạn đã chết vì tai nạn ô tô rồi đấy." Lê Uy Long kêu lên. Không phải là anh ta sợ chết, mà cảm thấy rằng nếu chết một cái chết lãng xẹt thế này thì thật là không đáng. Anh im đi, tôi đang vội đi cứu người. Ánh hạ hét lên giận dữ, không có ý định chậm lại. Khi thấy ánh hạ liên lục đánh vô lăng qua trái rồi qua phải, vượt lên trước vô số xe đi cùng chiều, lách qua khe hở giữa những chiếc xe với một tốc độ kinh hồn, Lê Uy Long bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy lo sợ. Không, tôi muốn xuống xe, cho tôi xuống. Là tổng tư lệnh của quân đội Long Quốc, chịu trách nhiệm về an toàn của quốc gia, lại nặng gánh trên vai mối thủ của cha còn chưa báo, Lệ Uy Long không muốn bỏ mạng trong một hoàn cảnh chẳng mấy liên quan như thế này. Nếu muốn anh có thể nhảy khỏi xe, dĩ nhiên với mong muốn cứu đồng đội đang thôi thúc trong lòng, không bao giờ ánh hạ chấp nhận dừng xe để cho anh xuống. Lệ Uy Long toát mồ hôi đầm đìa, với tốc độ này mà nhảy xuống xe chỉ có thể tan xác anh không bao giờ lại làm loại chuyện ngu ngốc như thế. Sao, anh không dám nhảy à?" Ánh Hạ cười khẩy. "Tập trung vào tay lái của cô đi, đừng nói chuyện với tôi nữa." Lo sợ tai nạn, Uy Long không dám làm cô ta mất tập trung. Ánh Hạ ngay lập tức dừng nói. Phân tâm trong hoàn cảnh này, dù chỉ là một tích tắc sẽ là thảm họa, không chỉ cho mình mà còn cho nhiều người khác. Cô ta tăng tốc hết cỡ, chạm tới tốc độ tối đa cho phép lúc này chiếc xe của cô ta hú còi ầm ý lướt nhanh như một vạch thẳng trên đường lê uy long không còn cách nào khác vội kiểm tra lại dây an toàn xem đã thắt chặt hết mức hay chưa lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc sống của mình vượt quá tầm kiểm soát và nằm trong tay kẻ khác trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy ra đến ngoại ô số xe tải lớn trên đường cao tốc ngày một nhiều hơn nhưng ánh hạ vẫn không giảm tốc độ Cô ta vượt qua những chiếc container đi cùng chiều với tốc độ của một kẻ điên mà không mảy may để ý gì tới mạng sống. Hết chiếc này lại tới chiếc kia, mồ hôi của Lê Uy Long đổ ra đầy gáy. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải trong tích tắc này thì có thể ngay trong tích tắc tiếp theo. Anh ta thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng đến một vụ tai nạn ô tô thảm khốc với hai thi thể không còn nguyên vẹn. Rồi ngày mai toàn quốc sẽ có lệnh treo cờ rủ, thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước những quan chức đầu ngành sẽ tề tựu tại đám tang của anh ta mà bày tỏ lòng thương tiếc, các tờ báo lớn sẽ giật tít về tin tức kinh hoàng, và những đồng đội cấp dưới của anh không còn được nhìn thấy một vị tướng vĩ đại trên chiến trường nữa. Anh hạ liếc huy long bằng đuôi mắt, thấy anh ta căng người, mồ hôi túa ra đầy đầu liền nhân cơ hội buông lời mỉa mai, kẻ kiêu ngạo như anh nay cũng biết sợ rồi sao. chương 94 giải cứu 2 Cô muốn chết nhưng tôi chưa muốn chết, tập trung vào lái xe đi tôi không muốn nói chuyện với cô. Lệ Uy Long hoảng sợ bấu chặt tay vào thành ghế phụ, cố gắng nhắc nhở không muốn ánh hạ mất tập trung. Có hai kiểu chết, nặng tựa Thái Sơn và nhẹ tựa Lông Hồng. Uy Long thực sự không muốn chết theo cách nào trong hoàn cảnh này. Để an toàn, Lệ Uy Long lặng lẽ bẻ còng tay. Loại còng tay này sao có thể giữ được bàn tay hộ pháp của anh? Anh ta bắt buộc phải bẻ còng tay để chuẩn bị cho những điều bất chắc rất có thể sẽ xảy ra đừng có lo kỹ năng lái xe của tôi rất tốt sẽ không có gì xảy ra được đâu ánh hạ đắc thắng nói tôi bảo cô im đi tập trung vào lái xe cô nói nhiều thì sẽ chết trước khi đến được nơi để cứu đồng nghiệp của cô đấy lê uy long hét to cái miệng thối của anh dám nguyền rủa tôi à tôi mà chết vì tai nạn ở đây thì tôi cũng sẽ mang anh theo bồi táng ánh hạ hét lên dữ dội đột nhiên cô ta tắt tiếng ngay phía đầu xe một chiếc xe tải lớn đột ngột xuất hiện ánh hạ lập tức đánh lái sang bên phải để tránh không ngờ ngay bên phải cũng xuất hiện một chiếc xe tải lớn khác ối ánh hạ kinh hoàng hét lên vì sợ hãi khoảng cách quá gần tốc độ quá nhanh cô không thể kịp phản ứng để né chiếc xe này ngay lập tức lệ uy long từ ghế phụ bên cạnh nhào sang bẻ mạnh vô lăng về bên trái vụt chiếc xe tải lướt vụt qua cách thần chết chỉ trong gang tấc ánh hạ sợ đến mức mặt xanh như tàu lá mồ hôi túa ra từ đầu đến chân và không thể lái xe được nữa lê uy long siết chặt vô lăng bằng một tay tay kia kéo phanh tay rồi dừng xe lại bên vệ đường ánh hạ lúc này vẫn chưa hoàn hồn hai chân run lẩy bẩy không phải cô nói rằng cô lái xe rất tốt sao tại sao bạn lại run rẩy thế kia lê uy long hỏi may mà anh ta đã phản ứng kịp thời nếu không tích tắc trước đã phải cùng cô ta đi chầu diêm vương rồi ánh hạ đã hồi phục, nhớ lại khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết vừa nãy và cú đánh tay lái thần sầu của Lê Uy Long. Cô thậm chí không thể nhớ anh ta đã làm thế nào trong cái chớp mắt sáng loài như điện xẹt đó. Nếu không có phản ứng kịp thời của anh ta thì bây giờ cô đã chết. Cô nhìn xuống và thấy rằng còng tay trên tay Lê Uy Long đã bị bẻ từ khi nào, ánh hạ run rẩy hỏi, anh, làm thế nào anh có thể phá còng trên tay anh được? Có thể là còng tay của cô có chất lượng kém, nó bị vỡ khi tôi cố hết sức xoay tay lái. Lê Uy Long nói dối. Bình loạn lại toát mồ hôi. Gì, chiếc còng tay của cô mà có chất lượng kém sao? Tuy nhiên trong một khoảnh khắc nguy hiểm, sức mạnh của con người có thể trở nên mạnh không ngờ. Có thể đúng như những gì anh ta vừa nói, giữa ranh giới sống chết mong manh, anh ta đã gắng hết sức và làm gãy nó. Lúc này, đó không phải là điều quan trọng, Quan trọng là Lê Uy Long này vừa giúp cô thoát khỏi một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng trong chớp mắt. Không phải là cô đang rất vội đi cứu người à? Lên xe nhanh lên, Lê Uy Long không muốn buông lời chế giễu vị nữ cảnh sát trong lúc này. Cô ta vội vã vì cô ta mong muốn cứu những người đồng đội. Nếu là anh, trong lúc đồng đội bị kẻ thù bao vây, anh cũng nhất định lao tới thật nhanh để cứu. Ánh hạ này giống anh. Hãy để tôi bình tĩnh lại trước, tay chân vẫn còn run rẩy ánh hạ thực sự không thể lái xe. Cứu người như cứu hỏa, nếu cô không thể tiếp tục lái xe thì hãy để tôi lái. Lê Uy Long nói, sau khoảnh khắc kinh hoàng vừa nãy chắc chắn cô ta không thể bình tĩnh mà lái xe tiếp nữa. Nếu còn cố nhất định sẽ xảy ra tai nạn, tốt hơn hết mình hãy tự nắm giữ lấy vận mệnh của mình thay vì để cô ta làm điều đó. Uy Long thầm nghĩ, anh lái được không, ánh hạ cố gắng hỏi. Cô hỏi vớ vẩn gì thế, tôi mà không thể lái được thì lúc nãy đã cùng chết với cô trên ghế phụ rồi không phải cô vẫn nghĩ vừa rồi là tôi lại gặp may nữa đấy chứ lê uy long rất ngạc nhiên được rồi vậy anh hãy lái xe ánh hạ cũng biết rằng cô đã hỏi quá nhiều chính lê uy long vừa cứu cô ta thoát khỏi tay thần chết đó không phải là điều may mắn tình cờ có thể anh ta không phải là một tài xế hạng xoàng do đó ánh hạ và lê uy long chuyển vị trí cho nhau lê uy long sang ghế lái còn ánh hạ ngồi ghế phụ ngay khi cầm vô lăng uy long lập tức khởi động chiếc xe lao nhanh về phía thung lũng ngạc khuông tốc độ của anh ta không chậm hơn ánh hạ chút nào thậm chí còn nhanh hơn lái chậm thôi lái nhanh như thế là anh muốn giết tôi đấy à ánh hạ cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi khi thấy mình dường như đang ngồi cạnh một con ma tốc độ thường là vậy người lái thì không sợ nhưng người ngồi thì lại vô cùng sợ hãi Thật buồn cười vì mới chỉ phút trước ánh hạ mới là người phải nói với anh như thế vậy mà phút sau hai người đã đảo ngược vị trí cho nhau. Đồng nghiệp của cô đang lâm vào một trận chiến không cân sức. Họ có thể mất mạng bất kể lúc nào nếu không có chi viện kịp thời. Nên chúng ta phải đến đó càng nhanh càng tốt. Lê Uy Long đáp nhanh. Nguyễn đó là những người chiến sĩ bảo vệ bình an cho cuộc sống dân lành, mang lại tương lai tốt đẹp cho tổ quốc đều là đồng đội của anh. Anh sẽ dốc lòng sát cánh cùng họ trong cuộc chiến này vậy hãy cẩn thận, ánh hạ không nói nữa. Lê Uy Long tiếp tục tăng tốc, chiếc xe lao như tên bắn trên đường, động tác lái xe của anh ta thành thục và dứt khoát khiến ánh hạ không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ một kẻ vừa kiêu ngạo vừa vô tích sự như anh ta lại có kỹ năng lái xe thần sầu như thế. Chớp mắt họ đã đến thung lũng ngạc khuôn. Từ xa, Lê Uy Long và ánh hạ đã nghe thấy tiếng súng dữ dội vọng lên từ ngọn núi phía trên thung lũng, lê uy long lái xe đến chân núi rồi dừng lại ánh hạ nhìn thấy quang hùng trên núi với một khẩu súng trên tay nấp sau một thân cây nhưng lục cao đang ngồi dưới gốc một cái cây khác lưng dựa vào thân cây mình đầy máu lúc này nhiều tay súng trong hai băng đảng tội phạm đang dần dần thu hẹp khoảng cách với quang hùng và lục cao tình hình vô cùng hung hiểm ánh hạ giật mình miệng nói với lê uy long mà mắt không rời mục tiêu phía trước anh hãy ở trong xe và đợi tôi quay lại nếu anh dám trốn chờ tôi bắt lại được anh sẽ biết tay tôi vì anh ta vốn đang là nghi phạm giết người còng tay của anh ta lại bị phá vỡ ánh hạ lo rằng anh ta sẽ nhân cơ hội mà trốn thoát vì vậy đã cảnh báo anh ta trước cô nhanh đi hỗ trợ bọn họ đi tôi sẽ không chạy trốn đâu lê uy long nheo mắt nói tình hình vô cùng khẩn cấp ánh hạ không nói thêm gì nữa lập tức ra khỏi xe rồi rút súng ra và lao lên núi ngay khi ánh hạ rời đi Lê Uy Long ra khỏi xe, nhanh chóng vòng sang phía bên kia ngọn núi và lặng lẽ tiến lên. Là thống soái trong một đội quân nổi tiếng về sự anh dũng, kiên cường, làm sao Lê Uy Long có thể ngồi yên trong một hoàn cảnh như hiện tại? Hơn nữa chỉ có ba người bọn họ đối đầu với hơn 200 tên tội phạm có vũ khí thì làm sao anh có thể điềm nhiên ngồi yên mà không ra tay trợ giúp? Đây là cuộc đấu tranh giữa công lý và cái ác. Anh nhất định phải tham gia và hợp tác với những cảnh sát chân chính để loại bỏ những tên tội phạm nguy hiểm này. Lúc này, trên núi, đạn của Quang Hùng đã cạn kiệt, phía bên cạnh lục cao bị thương nặng sống chết còn chưa rõ. Trong khi đang theo dõi hành tung của hai băng đảng, họ không may bị phát hiện và sau đó buộc phải bắt đầu một trận chiến khốc liệt ngay trong thung lũng. Vì chúng đông hơn, hai người họ phải chạy lên núi, dựa vào khu rừng rậm rạp để đối phó với những tên tội phạm này nhưng vì bọn chúng quá đông, lục cao lại bị trọng thương, đạn của quang hùng đã hết từ lâu, cả hai rơi vào hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng. Quang hùng nhìn chúng dần thu hẹp vòng vây, anh gần như không còn hy vọng, đành chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh. Đoàn, Đoàn, á, quang hùng tuyệt vọng khi nghe thấy tiếng súng từ phía sau, nhưng nhìn lại anh nhận ra vài gã tội phạm ở gần đã ngã xuống. đó chính là đội trưởng ánh hạ. quang hùng vui mừng khôn xiết anh lập tức phấn chấn tinh thần tuy nhiên khi thấy chỉ có ánh hạ xuất hiện một mình lòng anh lại trùng xuống quang hùng lục cao tôi đến đây ánh hạ hét lên trong khi lao lên đội trưởng đừng lên đây quay lại nguy hiểm quang hùng lo lắng hét lên với ánh hạ thêm một ánh hạ cũng không thể giải quyết được hết số tội phạm hiện có ở đây vì vậy anh không muốn người đội trưởng của mình hy sinh vô ích ngay cả khi phải hy sinh bản thân mình anh cũng không muốn người đội trưởng đáng kính phục phải vì mình mà chết. Nhưng làm thế sao ánh hạ có thể lùi lại? Là đội trưởng của đội điều tra, sao cô có thể dương mắt nhìn những đồng đội của mình chết thảm dưới họng súng kẻ thù? Đoàn, đoàn, đoàn. Cô vừa chạy lên vừa tiếp tục nhắm bắn. Á, à, á. À. Ánh hạ đột ngột xuất hiện, vài tên tội phạm mất cảnh giác liền bị trúng đạn, một nửa trong số những tên đang phục kích ở đây là tay chân của bang hổ báo, nửa còn lại là những kẻ người nước ngoài đang mua bán ma túy với chúng. Ánh hạ nung nấu ý định quét sạch băng hổ báo đã từ lâu nhưng băng nhóm xã hội đen này vốn đã được thành lập từ rất lâu, gốc rễ của chúng đã luồn lách vào sâu trong mọi tầng lớp xã hội ở thành phố này. Muốn xóa sổ chúng hoàn toàn không phải là việc có thể làm ngày một ngày hai. Hiện giờ chỉ có thể thấy một tên thì giết một tên rồi mới có thể thu hẹp gọng kìm bao vây bọn chúng dần dần. Lúc này bọn tội phạm đã ý thức được ánh hạ và ngay lập tức hướng mọi nòng súng về phía kẻ mới xuất đầu lộ diện. Đoàn, đoàn, đoàn. Tiếng súng nổ rồn rập, điên cuồng. Làn mưa đạn nhằm thẳng về phía cô. Chúng thậm chí còn có cả súng trường tấn công AK-47. Ánh hạ vội vã nấp sau một cây lớn. Giết nó, một gã trong nhóm hét lên. Gã vừa hét chính là một trong bốn đại thủ lĩnh của băng hổ báo, Nguyễn Thành Nam. Bang hổ báo có bốn đại thủ lĩnh vươn tay khắp bốn quận theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc ở trong thành phố. Đó là mặt thèo chủ nhân quận đông, Nguyễn Thành Nam chủ nhân của quận nam, Ngụy An Khánh chủ nhân của quận phía tây và Lưu Bảo Thục chủ nhân của miền bắc. Nguyễn Thành Nam đến ngạc khuông theo lệnh của anh lớn để giao dịch với một băng đảng khác bên ngoài biên giới nhưng bị bọn quang hùng theo dấu và phát hiện hành tung. Chúng lập tức nổ súng truy kích. Nguyễn Thành Nam vừa dứt tiếng, những con chó lửa lại tiếp tục khạc đạn về phía ánh hạ. Đoàn, đoàn, đoàn. Trường 95 người hùng thầm lặng. Đoàn, đoàn, đoàn. Những tiếng súng điên cuồng khác lại vang lên, và vô số viên đạn bắn tới tấp về phía cái cây nơi ánh hạ đang ẩn mình. Cùng lúc đó, nhiều viên đạn lướt qua thân cây, vỏ cây nhanh chóng bị chóc ra và thổi bay. May mắn thay, cái cây này tương đối lớn nên đạn không thể xuyên thủng được nó hỏa lực của đối thủ quá dữ dội nên ánh hạ hoàn toàn rơi vào thế bị động sau gốc cây và không thể nhúc nhích được nữa. Sau khi băng hổ báo và Lion Gate đã tạm thời khóa vị trí của ánh hạ bằng hỏa lực, bọn chúng lại nhanh chóng tản ra, chuẩn bị bắn cô từ nhiều góc độ khác nhau. Ánh hạ không ngờ ngay khi mình vừa tham chiếm, lại rơi ngay vào tình huống tuyệt vọng như thế này, cô thậm chí còn không có cơ hội chống trả, nói gì đến tấn công. Lúc này, băng lion gate đã tản ra và nã đạn liên tiếp từ khắp các khu vực bên cạnh khiến cho ánh hạ người đang trốn sau gốc cây càng ngày càng lại gần nguy hiểm cái cây lớn mà cô đang ẩn nấp không thể trụ lâu hơn được nữa vô số viên đạn đã lướt ngang trên đầu cô tình thế của ánh hạ lúc này quả thật là ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay quang hùng thấy đội trưởng đang rơi vào một tình huống tuyệt vọng anh vô cùng lo lắng nhưng không thể làm gì hơn được bởi vì súng của anh ta lúc này đã hết đạn, anh chỉ có thể đau lòng nhìn cô tiếp tục gắng gượng. Chấm. Lúc này, Lệ Uy Long cũng đã lên đến được sườn ngọn núi. Từ đây, anh có thể thấy được cảnh băng hổ báo và một nhóm người lạ hoắc khác đang bắn điên cuồng vào một cái cây lớn. Lệ Uy Long nhanh chóng đoán được rằng chính là Ánh Hạ đang trốn ở đằng sau cái cây đó. Lúc này Uy Long không có súng trong tay, vì vậy anh vội vã chạy áp sát phía sau một người đang cầm khẩu AK-47 và bẻ gãy cổ hắn. Sau đó, lê Uy Long ngang nhiên cầm khẩu AK-47 này và bắn liên hoàn vào những tên tội phạm kia từ phía sau. Bang, bang, bang. Những tiếng súng điên cuồng đột nhiên vang lên từ phía sau những thành viên của băng hổ báo và Lion Gate. Á, á, đám đàn em trong băng đảng bị bắn chúng đang hét lên đau đớn và ngã đầy trên mặt đất những người không bị trúng đạn thì đều bị sốc trước tình huống bất ngờ này bọn chúng không biết ai đang tấn công từ phía sau những người khác đều chạy đến mấy gốc cây và tìm chỗ trốn trước nguyễn thành nam cũng phản xạ rất nhanh và lập tức tìm nơi trú ẩn ánh hạ vừa mới thoáng nghĩ đến việc mình sẽ bỏ mạng sau cái cây này nhưng thật bất ngờ vào đúng thời khắc quan trọng này cô đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của bọn xã hội đen và những luồng đạn khét lẹt cũng vừa dừng lại Ánh Hạ lập tức cho rằng đó có thể là một đồng nghiệp từ sở cảnh sát được cử đến để hỗ trợ cô ấy, cô ngay lập tức lấy lại tinh thần của mình và chạy ra từ phía sau cái cây. Tuy nhiên, khi bước ra ngoài, Ánh Hạ đã không thấy bất kỳ đội quân tiếp viện nào, trước mắt cô lúc này chỉ có một mình Lê Uy Long tay đang cầm một khẩu AK47 vĩ đại và liên tục bắn xả vào những tên tội phạm. Chứng kiến tình cảnh này, Ánh Hạ kinh ngạc vô cùng. Lê Uy Long sao lại xuất hiện ở đây lúc này? Tuy nhiên, bây giờ tình hình đang diễn biến rất nghiêm trọng và ánh hạ không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều việc trước tiên là phải lập tức trừ khử những tên tội phạm này và thế là cô nhanh chóng rút súng ra nhắm bắn những kẻ đang trốn sau gốc cây những tên này đang cố gắng tránh luồng đạn của lê uy long từ phía sau vì vậy bọn chúng vô tình bị lộ ra dưới đường bắn của ánh hạ băng 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 á á ánh hạ đã bắn thẳng tay mà không thèm liếc nhìn đạn cô cứ bắn và bắn dùng hết khả năng có thể để có thể kết liễu nhiều tội phạm nhất. Cô và Lê Uy Long đã kết hợp tạo thành một thế tấn công bao phủ cả trước và sau, khiến đám tội phạm này không kịp trở tay. Băng hổ báo và bè lũ nhóm Lion Get bị tấn công liên tục từ cả hai phía, ai nấy đều thất kinh sợ hãi, một số kẻ bắt đầu chạy trốn trong hoảng loạn. Tuy nhiên, ngay khi vừa chạy ra ngoài, chúng đã bị Lê Uy Long cho ăn đạn của khẩu AK47, lần lượt từng tên bị bắn chết. Đây là lần đầu tiên Ánh Hạ và Lê Uy Long hợp lực. Họ không ngờ sự hợp tác này có thể đem lại kết quả tốt như thế. Trong lúc Quang Hùng đang vô cùng tuyệt vọng, anh đã rất ngạc nhiên khi trông thấy Lê Uy Long, một kẻ nổi tiếng hèn nhát, lại sẵn sàng đứng ra để hỗ trợ anh và đội trưởng. Tuy nhiên, hai băng đảng này tính ra có tới hơn 200 người và không phải ai cũng chạy trốn trong hoảng loạn. Khi nhận ra Ánh Hạ chỉ đang cầm một khẩu súng lục, có vẻ cũng sắp hết đạn. Chúng đã lần lượt quay lại nhắm bắn vào cô. Đoang, đoang, đoang. Pằng, pằng. Vô số viên đạn bay về phía Ánh Hạ. Chương 96 hỗn chiến. Đối mặt với sự tấn công dồn dập của quá nhiều người, Ánh Hạ nhất thời không thể ứng phó được, vì vậy cô ấy chỉ có thể chấp lấy thời cơ mà chạy lại sau cái cây gần đó để trốn. Lê Uy Long thấy Ánh Hạ một lần nữa lại bị tấn công bởi hỏa lực của đối thủ thì nhanh chóng chạy lại bên cạnh chúng và tiếp tục nổ súng tạch 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 băng băng, a à, à, h h h những thành viên của bang hổ báo và lion gate không ngờ rằng lê uy long lại thình lình xuất hiện ngay bên cạnh tất cả bọn chúng lần lượt trúng đạn và ngã nhào xuống đất lực lượng của địch có hơn 200 người lúc đầu lê uy long đã không thực sự chú ý đến chúng khi còn là một người lính đặc nhiệm anh thường sử dụng chính sức mạnh của mình để giết một quân đoàn địch tuy nhiên vào thời điểm đó, trong tay anh có đủ loại vũ khí và thiết bị quân sự cần thiết. Nhưng giờ đây Uy Long chỉ có thể giết kẻ thù bằng cách cướp lấy súng của chúng. Tình hình đã hoàn toàn khác, vì vậy cũng không thể sử dụng cách ứng chiến giống nhau được. Hơn nữa, sau khi trở thành tổng tư lệnh chỉ huy quân đội quốc gia, Uy Long đã không còn phải đích thân dùng súng để giết kẻ thù trong nhiều năm. Nếu những người lính của anh biết được vị tổng tư lệnh dũng mãnh trong lòng họ, người nắm trong tay cả ngàn quân và có sức mạnh vô biên, giờ đây lại đang phải đích thân dùng súng và chiến đấu với một nữ cảnh sát trước hơn 200 quân địch hẳn là tất cả bọn họ đều sẽ không tin nổi vào tai mình. Do những cây cối rậm rạp trên ngọn núi này, nhiều viên đạn đã bị chặn lại, khiến cho đợt oanh tạc của Lê Uy Long đã không giết được nhiều người. Bắn trả đi, giết tên Lê Uy Long trước, Nguyễn Thành Nam hét lên lo lắng. Trong mấy ngày qua, tin tức về việc Lê Uy Long một mình đánh bại cả băng đảng hổ báo khiến chúng tan tác hoảng loạn, tất nhiên cũng đã đến tai Nguyễn Thành Nam. Lê Uy Long này hiện giờ là kẻ thù số một của băng hổ báo nếu hắn đã vác xác đến đây, xem ra là ý trời muốn cho bọn chúng trả mối thù này. Vì vậy, Nguyễn Thành Nam quyết tâm phải lập công kết liễu anh trước. Chỉ cần Nguyễn Thành Nam có thể giết chết Lê Uy Long, hắn ta sẽ có được uy tín với thuộc hạ, trở thành kẻ mạnh nhất băng hổ báo và có chỗ đứng trước mặt đại ca Cao Kim Bình. Nghe thấy tiếng hét của Nguyễn Thành Nam, những thành viên của băng hổ báo và băng Lion ghét lập tức tập trung mọi hỏa lực còn lại bắn trả Lê Uy Long. Bất ngờ bị chuyển hướng tấn công quá dữ dội, uy long cũng đành phải trốn sau một cái thân cây. Mau tản ra chặn chúng nó lại, nhất định không để hắn ta thoát. Nguyễn Thành Nam lại hét lên. Nhóm Lion ghét tiếp thu mệnh lệnh và nhanh chóng phân tán lực lượng rộng ra, vượt xa Lê Uy Long từ mọi hướng. Ánh hạ thấy Lê Uy Long lúc này đã thu hút mọi hỏa lực, cô cũng chấp thời cơ chạy từ phía sau cái cây và bắn liên thanh. Đoàn, đoàn, á. Ánh hạ vừa nhảy ra, Cô đã nhanh chóng giết chết một vài kẻ đang nhắm súng vào Lê Uy Long. Cô được biết tới là xạ thủ giỏi nhất của sở cảnh sát thành phố, vì vậy tất nhiên khả năng thiện xạ của cô không phải hạng vừa. Những người khác đều ngạc nhiên khi thấy Ánh Hạ thình lình nhảy ra, và để ứng phó, chúng chuyển mục tiêu hỏa lực sang phía cô. Ánh Hạ nhanh trí sử dụng những cây lớn rậm rạp gần đó làm nơi trú ẩn, vừa chạy trong rừng vừa bắn trả tới tấp. Cô cảm thấy việc trốn sau một cái cây là phương án tối ưu nhất ở địa thế rừng núi này, bởi sớm muộn gì cô cũng sẽ bị chặn lại bởi những tràng đạn của đối phương. Lê Uy Long thấy ánh hạ đang dốc sức chiến đấu vô cùng dũng cảm. Tất nhiên, anh cũng sẽ không thể ngồi yên được, tương tự như cô ấy, anh đã lập tức nhảy ra từ phía sau cái cây đang nấp. Đoàn, 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 hự, á đám chân tay trong bang hổ báo và lion Gate đã bị bắn hạ một cách bất ngờ tất cả bỗng hoảng loạn và la hét ầm ĩ lê uy long tại sao anh không ở trong xe anh tới đây làm gì ánh hạ hét lớn một nghi phạm giết người đã bị cô bắt giữ vẫn chạy đến đây sông pha nguy hiểm để giúp đỡ cô ánh hạ dĩ nhiên không khỏi tò mò hỏi ngớ ngẩn quá đấy tất nhiên là tôi ở đây để cứu cô lê uy long nói thầm anh thực sự tốt vậy sao ánh hạ ngạc nhiên hỏi trong khi tay vẫn nạp đạn liên tục. Trong ấn tượng ban đầu của cô, Lệ Uy Long là một người thô thiển, khiếm nhã, thích ra vẻ ta đây can đảm công minh. Cô không ngờ rằng một người như thế lại sẵn sàng đến giải cứu khi cô lâm vào tình thế nguy hiểm nhất. Cô là một cảnh sát có lương tâm và trách nhiệm cao với công việc, một người thực sự đứng về phía công lý. Những cảnh sát như cô giờ không còn nhiều nữa, vì vậy tôi sẽ bảo vệ cô, để cô có thể tiếp tục sống mà bảo vệ công lý người như cô xứng đáng được sống. Lê Uy Long vừa nói vừa căng thẳng kéo cò súng. Anh đã được bí mật bổ nhiệm làm trưởng đoàn thanh tra để điều tra các quan chức của thành phố Quốc Hòa, từ lớn và nhỏ, và bí mật xác định xem họ có đủ tiêu chuẩn hay không. Giờ đây sự thể hiện của ánh hạ khiến anh rất hài lòng. Thật không dễ gì được chứng kiến cảnh tượng một nữ cảnh sát sông pha giết chết kẻ thù, cô ấy thả chết chứ không bỏ rơi đồng đội của mình. Dù là rơi vào tình thế hiểm nghèo vẫn dũng cảm tiến lên làm sao lê uy long nhẫn tâm để một người như vậy hy sinh trong tương lai anh nhất định sẽ đề nghị lên cấp trên cất nhắc ánh hạ lên một chức vụ cao hơn những người vừa có tâm vừa có năng lực thì nên được trọng dụng nghe những gì lê uy long nói ánh hạ đột nhiên thấy cảm động trong lòng cô không nghĩ rằng lê uy long người vẫn luôn tranh cãi và nói chuyện thiếu tôn trọng với cô lại là một người có lương tâm thuần khiết ở đây quá nguy hiểm anh hãy chạy đi chuyện này vốn không liên quan gì đến anh cả, tôi không muốn anh chết ở đây. Ánh hạ lo sợ khi thấy lực lượng kẻ thù quá đông, cứ đà này Lệ Uy Long sớm muộn cũng bị giết. Cô không muốn anh ta chết, không muốn Chu Nhược Mai phải trở thành quá phụ. Vì vậy cô nhất định phải giúp anh ta thoát khỏi đây. Đừng quên, tôi là một lính đặc nhiệm đấy. Không chỉ cô mới có trách nhiệm tiêu diệt bọn tội phạm này đâu. Cô cứ dục tôi bỏ trốn như vậy, khác nào muốn tôi nhận thêm tội đào ngũ nữa lê uy long nói ánh hạ rất ngạc nhiên khi nghe điều này vừa rồi khi ngồi trong xe thấy cô lái xe quá nhanh lê uy long thậm chí còn đòi ra khỏi xe vì sợ chết nhưng giờ đây anh ta lại muốn bất chấp tính mạng được rồi nếu cấp dưới của tôi có thể được giải cứu lần này tôi chắc chắn sẽ tặng anh một phần thưởng cho lòng dũng cảm ngày hôm nay ánh hạ nói cô nghĩ rằng lê uy long sẽ phấn khích và có thêm sức mạnh khi được treo phần thưởng người xưa đã nói con người ta thường chết vì tiền như chim chết vì thức ăn có lẽ lê uy long cũng là một người như vậy lê uy long cũng cạn ngôn với nữ cảnh sát này nên im lặng không nói hiện giờ anh đang sống trong một biệt thự hạng sang và lái chiếc xe hơi tiền tỷ trông anh giống một người thiếu tiền sao cô nói nhiều quá định tự sát đấy à chúng ta cần phải tập trung tiêu diệt kẻ thù trước cô phải có niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng và chiến đấu đến cùng bởi vì cô không chiến đấu một mình Lê Uy Long lo rằng Ánh Hạ sẽ không đủ tự tin để chiến thắng nên đã cổ vũ cô ấy. Được rồi, Ánh Hạ được Lê Uy Long khích lệ thì bỗng vực lại tinh thần, đôi mắt sáng rỡ, khí thế bừng bừng như thể một vị thần vừa giáng trần, sẵn sàng giết chết tất cả kẻ địch. Vì vậy, cô ngừng nói chuyện và tập trung bắn phá kẻ thù. Khi những làn đạn của kẻ thù bay tới, Lê Uy Long không còn trốn đằng sau cái cây, nhưng giống như Ánh Hạ, anh tiếp tục vừa chạy trong rừng vừa bắn trả ra. Quang Hùng thấy đội trưởng và Lê Uy Long đang lần lượt xử lý những tên tội phạm này, máu anh ta sôi lên. Anh ta không muốn ngồi yên nhìn nữa, liền lập tức lao ra khỏi cái cây, dương súng và bắt đầu bắn vào những tên tội phạm gần đó. Bằng cách này, ba người Lê Uy Long, Ánh Hạ và Quang Hùng đã chiến đấu ác liệt ở cả ba phía với băng hổ báo và Lion Gate. Tuy nhiên, do lực lượng địch quá đông, họ đã bị phân tán. Điều này tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công riêng lẻ từng người trong cuộc hỗn chiến một viên đạn lạc bay về phía chân của quang hùng quang hùng cẩn thận ánh hạ vội vã hét lên khi thấy viên cảnh sát dưới trướng gặp nguy hiểm tuy nhiên quang hùng lúc này đang tập trung bắn người và tốc độ của viên đạn quá nhanh anh ta không thể nào tránh kịp được hát, ah, 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 anh ta đột nhiên hét lớn khi bị trúng đạn vào chân quang hùng ánh hạ kinh hãi khi nghe tiếng anh ta hét lên và máu từ chân bắt đầu trào ra tôi ổn Quang Hùng nghiến răng chịu đựng cơn đau này, chạy lết ra sau một cái cây và trốn tạm vào đó. Thấy Quang Hùng đã tìm thấy một nơi tương đối an toàn để trốn, Ánh Hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút và tiếp tục trở lại bắn kẻ thù. Vì quân số kẻ thù thực sự đông, lại bị phân tán trong rừng, tình hình chiến đấu càng trở nên nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, cô sẽ dễ dàng bị bắn trúng. Lúc này, khẩu súng lục của Ánh Hạ lại đột nhiên hết đạn tất cả các băng đạn mà cô ấy mang theo cũng đã được sử dụng hết. Những thành viên trong băng hổ báo và Lion ghét nhanh chóng nhận ra điều đó và mừng thầm trong lòng. Sau đó chúng lần lượt chĩa mũi súng về phía cô, quyết tâm xử lý nhanh gọn. Đội trưởng, cầm lấy súng này. Vào đúng thời khắc sinh tử này, ánh hạ đột nhiên nghe thấy Lê Uy Long hét lên, sau đó là một khẩu AK-47 bay vút trong không trung, lao thẳng về phía cô. chương 97 xong kiếm hợp bích. Khi khẩu AK47 bay đến gần Ánh Hạ, cô ngay lập tức vươn tay ra và bắt được nó, đôi mắt cô chợt lóe sáng lên. Pằng, pằng, pằng. Vừa nhận được khẩu súng, cô lập tức kéo cỏ bắn xối xả vào những thành viên của băng hổ báo và Lion Gate. A ah, hát ah, hát ah, bọn chúng trúng đạn và lần lượt ngã xuống đất. Vừa nãy Lê Uy Long nhận thấy khẩu súng lục của cảnh sát Ánh Hạ không còn đạn, nên anh ta đã nhanh chóng nhặt lấy một khẩu AK47 bị địch bỏ lại trên mặt đất rồi đá nó về phía Ánh Hạ. Với vũ khí tốt trong tay, nữ cảnh sát đã trở nên tự tin hơn rất nhiều, và cô liên tục nã đạn vào bè lũ kẻ thù. Tất nhiên Lê Uy Long cũng không nhàn rỗi đứng xem, anh kết hợp cùng với ánh hạ tạo thành một thế trận hai mới và tấn công tới tấp vào băng hổ báo và lioset khiến chúng không kịp trở tay. đoang đoàn, băng băng băng. Vô số thành viên của hai băng đảng xã hội đen đã trúng đạn và bắt đầu la hét dữ dội. Với khẩu AK-47 trong tay, Ánh hạ ngày càng trở nên can đảm hơn, khí thế ngùn ngụt. ngụt. Lệ Uy Long và Ánh Hạ bắt đầu song kiếm hợp bích, hợp nhất phương án tác chiến của họ, cả hai bước lùi lại và đứng quay lưng vào nhau, chĩa súng về hai hướng đối diện nhau và sẵn sàng hạ từng đối thủ. Cả hai người họ đều là những người có khả năng thiện xạ tuyệt vời. Nếu họ có thể kết hợp lại với nhau ăn ý thì việc đánh bại băng hổ báo và Lion Gate hoàn toàn không phải chuyện khó khăn. Tuy nhiên, những tên tội phạm này cũng không phải là người ăn chay chúng dĩ nhiên sẽ không trương mắt nhìn nhau bị giết, nên đã điên cuồng bắn về phía hai người. Đoàn, 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 băng, băng, băng. Từng tiếng súng dữ dội vang lên như tiếng pháo nổ ở thung lũng ngạc khuông. Trước lực lượng hùng mạnh của kẻ thù, Ánh Hạ và Lê Uy Long một lần nữa phải đứng tách nhau ra để phân tán lực lượng của bọn chúng, cũng là để giảm thiểu rủi ro cho bản thân. Cứ mỗi khi cây súng trên tay hết đạn, họ lại ném chúng đi và nhặt vội lấy một khẩu súng khác trên mặt đất ngày càng có nhiều xác chết của kẻ thù nằm la liệt trên mặt đất và dĩ nhiên tất cả các loại vũ khí của chúng cũng nằm lại đó. Dưới những đợt xả súng quyết liệt đầy ám ảnh của Lê Uy Long và Ánh Hạ, băng hổ báo và Lion Gate đã chết đến hơn phân nửa quân số. Một số kẻ hèn nhát đã sợ hãi ôm đầu bỏ chạy mất. Đột nhiên, Quang Hùng trông thấy có hai người đàn ông bất ngờ chạy sông về phía Ánh Hạ từ cả hai bên. Anh sững sờ mất mấy giây rồi vội vàng hét lên, đội trưởng cẩn thận. Bọn chúng định tấn công cô từ cả hai phía đấy. Ánh Hạ vừa nghe được tiếng hét của anh ta thì đã thấy một người mặc đồ đen bật lên từ cánh rừng bên phải, chuẩn bị bắn mình. Đúng lúc này, khẩu AK47 trong tay cô vừa hết đạn và cô chỉ kịp vơ lấy khẩu súng lục của một xác chết gần đó. Bằng, có vũ khí, nữ cảnh sát ngay lập tức bắn vào đối thủ. Rất may, tốc độ bắn của cô vẫn nhanh hơn đối thủ. Kẻ địch bên phải đã bị cô bắn trúng trước và chết ngay tại chỗ giải quyết xong tên côn đồ bên phải ánh hạ chợt nhớ rằng quang hùng đã nói đối thủ đến từ cả hai phía và vội vàng quay sang bên trái đoàn ánh hạ vừa quay lại thì đã nghe một tiếng súng lớn rát tai kẻ ở bên kia đã kịp bắn một phát súng và một viên đạn đang lao nhanh về phía cô ánh hạ rất kinh ngạc và bất ngờ đã quá muộn để né tránh xem ra lần này cô thực sự sẽ chết bằng gần như cùng lúc đó ánh hạ lại nghe thấy một phát súng khác cô không biết ai đã bắn phát súng đó chỉ có một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cô gái trẻ lúc này vậy là hết lần này cô đã bị bắn hai phát liên tiếp và chắc chắn sẽ hy sinh tuy nhiên khi cô còn đang nghĩ rằng mình sẽ chết như thế nào cô bỗng nghe thấy âm thanh proet Đoàn, hai viên đạn mà cô tưởng sẽ bắn thẳng vào đầu và tim mình đã va chúng nhau và nổ tung ánh hạ xuống sờ hai viên đạn cũng có thể va chúng nhau ư ừ, đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao dường như mảng cô hãy còn lớn lắm thậm chí ánh hạ còn cho rằng hẳn là khả năng thiện xà của gã xã hội đen kia quá tệ và do trùng hợp một kẻ địch khác đã bắn trúng đường bay của viên đạn này đây đúng là ý trời xem ra ông trời vẫn chưa muốn cô phải chết đoàn lúc này bất ngờ lại có một phát súng khác vang lên á à, người đàn ông đứng bên trái đang chuẩn bị bắn vào ánh hạ một lần nữa bỗng nhiên thốt lên một tiếng hét đau đớn và máu trên trán hắn bắn phụt ra ánh hạ kinh ngạc nhìn theo hướng viên đạn vừa lao tới, tự hỏi ai là người đã ra tay. Và cô không tin nổi vào mắt mình khi thấy Lê Uy Long đang cầm một khẩu súng lục với mũi súng hướng về phía bên trái. Thì ra chính anh là người đã kết liễu kẻ thù. Bất giác nhớ lại khoảnh khắc hai viên đạn bay ngang qua trước mặt và bắn chúng nhau, ánh hạ thực sự không dám tin, chẳng lẽ chính Lê Uy Long đã bắn viên đạn vừa nãy ư? Nghĩ đến đây, cô lại ngớ người ra một lúc, phải rồi, ngoài Lê Uy Long, còn có thể là ai nữa cuối cùng ánh hạ cũng hiểu rằng sự may mắn thoát chết trong gang tấc đó không phải là ý trời hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chính là do lê uy long đã bắn hạ viên đạn của đối thủ và cứu mạng cô cô thực sự không ngờ rằng khả năng thiện xạ của lê uy long lại có thể xuất chúng đến mức đó tình huống đó dường như chỉ có thể được giàn dựng trong những bộ phim kinh phí lớn không tin nổi là bây giờ cô lại có thể chứng kiến một phiên bản thực sự ngay trước mắt mình bắn ra một viên đạn ở góc độ đó còn khó khăn hơn gấp nhiều lần so với việc bắn súng thông thường trên một đường thẳng. Tốc độ và hướng đi của viên đạn phải được tính toán cực kỳ chuẩn xác. Vì chỉ cần sai lệch 1mm thôi cũng không thể tạo ra vụ va chạm. Đến lúc này thì ánh hạ đã hoàn toàn ngả mũ bội phục khả năng thiện xạ vô song của Lê Uy Long. Trong lòng tự hỏi rốt cuộc anh phục vụ ở vị trí nào trong quân đội. Một tài năng như thế chắc chắn không thể chỉ là lính hạng soàng được đừng ngẩn người ra nữa, mau tiếp tục giết kẻ thù đi. Lệ Uy Long ngạc nhiên khi thấy ánh hạ lại ngơ ngác vào thời khắc sinh tử này, liền vội vàng nhắc nhở cô. Được, tôi biết rồi, ánh hạ cũng biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, vì vậy cô không dám lơ là, ngay lập tức quay trở lại chiến tuyến. Ngay sau đó, ánh hạ và Lệ Uy Long lại nhặt những khẩu AK-47 xung quanh đó và bắt đầu một lượt bắn mới. Nhờ sự phối hợp ăn ý giữa hai người họ, chỉ khoảng 10 phút sau, các xác chết của bang hổ báo và Lion Gate đã chất đầy khắp vùng thung lũng, những kẻ sống sót cũng không còn lại nhiều. Nguyễn Thành Nam không thể ngờ rằng lực lượng tổng cộng hơn 200 người của hắn lại nhanh chóng bị Lê Uy Long và nữ cảnh sát giết chết gần như hoàn toàn. Hơn 200 người lại để thua hai người. Thấy tình hình đã gần đi đến hồi kết và thất bại đã được định sẵn, Nguyễn Thành Nam cũng không dám nán lại lâu hơn nữa, liền vội vã rời đi. Trong thời gian vài phút khi Nguyễn Thành Nam tìm cách bỏ trốn, Ánh Hạ và Lê Uy Long đã quét sạch tất cả bọn tội phạm còn lại trong khu thung lũng. Sau khi đã hoàn toàn tiêu diệt chúng và cảm thấy tình hình đã tạm ổn, Ánh Hạ vội vã chạy về phía Quang Hùng, viên cảnh sát cấp dưới vừa bị bắn vào chân. Quang Hùng, cậu sao rồi? Ánh Hạ lo lắng hỏi. Tôi vẫn ổn, đội trưởng, hãy đến xem tình hình lục cao thế nào đi. Anh ta bị bắn vào người và vết thương rất nghiêm trọng. Chúng ta phải xem có thể được cứu được anh ấy hay không. Quang Hùng nói. Được, giờ tôi sẽ đi thăm anh ấy trước." Nói xong, Ánh Hạ lập tức chạy đến bên Lục Cao. Lê Uy Long biết rằng Lục Cao này đã bị thương nặng, nên đã chăm chú quan sát biểu cảm và thái độ của Ánh Hạ. Ánh Hạ vội vã chạy đến bên Lục Cao và thấy rằng anh đã bị bắn vào ngực. Nhìn máu tươi nhuộm đỏ quần áo của anh ta, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. "Lục Cao, thế nào, anh cảm thấy sao rồi?" Ánh Hạ ngồi xuống bên cạnh đầu Lục Cao và lo lắng hỏi. Tuy nhiên, có vẻ cảnh sát lục không thể trả lời cô ấy vào lúc này. Lục Cao, đừng như vậy chứ, anh hãy cố gắng lên, đừng nhắm mắt lại, tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay lập tức. Nước mắt của Ánh Hạ lá chả rơi trên má viên cảnh sát bị thương, nhưng đôi mắt Lục Cao vẫn lim dim không mở ra nổi. Ánh Hạ, đội trưởng đội cảnh sát điều tra của sở cảnh sát thành phố, một người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán và lạnh lùng, lại đang bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Đúng lúc này đột nhiên một thành viên của băng hổ báo ngã trên mặt đất cách đó không xa đã lặng lẽ chĩa mũi súng vào đầu của ánh hạ. Đoàn, một phát súng nhanh chóng được bắn ra và viên đạn từ nòng súng bay vút về phía đầu của nữ cảnh sát, người vẫn đang khóc lóc thảm thiết mà tuyệt nhiên không để ý gì xung quanh. A à, hát, hát hát vừa nghe tiếng súng nổ, ánh hạ theo phả xạ ngước nhìn lên và thấy một viên đạn đang lao về phía mình. Cô chỉ kịp hét lên sợ hãi và nhắm chặt hai mắt lại. Ngay sau khoảnh khắc đó, cô cảm thấy chất lỏng gì đó ấm nóng như máu rơi tung tóe trên mặt mình. Ánh hạ đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, tuy nhiên, cô không hề cảm thấy đau, và khi mở mắt ra, cô thấy mình vẫn an toàn và dường như không có gì xảy ra cả. Nhưng ngay sau đó, Lệ Uy Long kéo một chân phải đầy máu đến đứng sừng sướng trước mặt cô. Lại một lần nữa, ánh hạ nhận ra chính Lệ Uy Long vừa mới cứu mạng cô. Chỉ là lần này, anh đã dùng chân để chặn lại viên đạn trước khi nó đục thủng một lỗ trên đầu ánh hạ. Máu từ chân phải của Lê Uy Long văng ra và bắn đầy lên mặt cô. Thấy Lê Uy Long trực tiếp đứng ra che chở cho mình, ánh hạ bất giác cảm thấy động lòng và không biết phải nói gì. chương 98 xả thân. Cùng lúc Lê Uy Long nghe thấy tiếng súng, anh lập tức thấy một viên đạn nhắm thẳng đầu của ánh hạ khi cô còn đang ngồi trên mặt đất. Đã quá muộn để dương súng nhắm bắn chặn đường đi của viên đạn, vì vậy anh chỉ có thể dùng ngay chân của mình để chặn vết thương chí mạng cho Ánh Hạ. Kẻ vừa bắn Ánh Hạ mới chỉ bị thương trước đó chứ chưa chết hẳn. Vừa nãy, lợi dụng sơ hở của cô, hắn ta muốn giết cô ta bằng một phát súng, nhưng không ngờ lại có kẻ ngăn viên đạn bằng chân. Sau khoảnh khắc ngơ ngẩn, hắn lập tức bóp cò lần nữa, bắn phát thứ hai. Đoàng. Khi Ánh Hạ vẫn còn đang choáng váng, một tiếng súng khác lại vang lên. Tuy nhiên lần này là phát súng của Lê Uy Long được bắn ra trước gã lâu la bang hổ báo một tích tắc. Á! À, viên đạn găm thẳng vào đầu, hắn hét lên một tiếng và đổ vật ra sau, tắt thở hoàn toàn. Nghe tiếng súng, ánh hạ cuối cùng cũng khôi phục được thần trí. Lê Uy Long, anh ổn chứ? Ánh hạ lo lắng hỏi khi thấy chân phải của Lê Uy Long dỉ máu. Vậy là anh ta đã dùng ngay chân mình để chặn viên đạn cho cô. Ánh hạ thực sự cảm động. Nếu không phải tình cờ Lê Huy Long bị cô bắt đi với tội danh nghi phạm giết người thì cô át hẳn đã chết rất nhiều lần. Trong trận chiến vừa rồi, nhiều lần cô gặp nguy hiểm và chính Lê Huy Long đã cứu cô, hết lần này đến lần khác. Nếu không có sự hiện diện của Lê Huy Long, cô sẽ không thể quét sạch hơn 200 tên tội phạm khi chỉ có một mình mà chỉ có thể bị chúng giết chết. Trong trận chiến có sự chênh lệch lớn về lực lượng phía cô và phía kẻ thù, trận chiến mà cô nắm chắc lành ít giữ nhiều. Lệ Uy Long đã được đưa đến đây. Liệu có phải đó chính là ý muốn của Chúa? Tôi ổn, tôi không chết được đâu. Lệ Uy Long nói to, ngày hôm sau nữa là ngày diễn ra lễ phúng điếu cho cha anh nhưng với vết thương nằm trên chân thế này chắc chắn sẽ mang lại cho anh rất nhiều bất tiện. Hai ngày cuối cùng này mới thực sự là hai ngày quan trọng khi Trương Gia và Bang Hổ Báo sẽ lồng lộn tìm mọi cách dồn anh vào chỗ chết. Vậy mà đúng lúc này chân anh lại bị thương, khoảng thời gian tiếp theo át hẳn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, anh không hối hận, vết thương ở chân anh có thể đổi lấy mạng sống của Ánh Hạ cũng thực sự đáng giá. Anh chỉ cảm thấy mình quá bất cẩn, nếu là trong quá khứ, một nhóm 200 kẻ được vũ trang đầy đủ cũng không thành vấn đề. Còn bây giờ thêm bọn Ánh Hạ nữa mà anh vẫn trúng đạn. Lần gần đây nhất anh bị thương vào tay tính ra vẫn là điều hợp lý khi quân địch được huấn luyện kỹ càng và được trang bị vũ khí tối tân. Vậy mà tối nay, đối phó với lũ xã hội đen lâu nhiều này mà vẫn bị thương thì chắc chắn không phải là điều hợp lý. Mặc dù Lê Uy Long bị thương là vì chặn viên đạn cho ánh hạ, nhưng anh nhận ra sự cảnh giác cao độ trong mình đã giảm nên không để ý thấy kẻ thù còn chưa chết hoàn toàn. Có vẻ như 3 năm xa chiến trường. Sống cuộc sống đời thường ở Bình Dương đã du ngủ bản năng cảnh giác của con hổ trốn xa trường. Trước đây những làn mưa đạn của kẻ thù không hề hấn gì tới anh, đối diện với bảy linh hồn sát thủ anh cũng hoàn toàn giữ thế chủ động vậy mà bây giờ lại bị trúng đạn của một tên tay chân trong bang hổ báo. Lệ Uy Long có chút xấu hổ nghĩ tới việc Thiên Thành và Lưu Bảo Kim sẽ biết chuyện này trong tương lai. Thật đáng xấu hổ. Con hổ sông pha mọi mặt trận để bảo vệ đất nước, vị thần chiến tranh, bị một lâu la của bang hổ báo làm bị thương. Chẳng phải nó sẽ khiến mọi người cười rụng răng sao. Đại úy, lúc này, Quang Hùng nhìn thấy ánh hạ dính máu trên mặt, nghĩ rằng cô đã bị bắn anh quên phát cơn đau ở chân hét lên và chạy đến bên ánh hạ đừng lo tôi ổn ánh hạ nói quang hùng nhìn kỹ thấy rằng đó chỉ là vết máu dính trên mặt đội trưởng của anh không bị thương anh ta kêu lên may quá tôi cứ nghĩ rằng cô đã bị bắn tôi sợ sắp chết lê uy long đã cứu tôi nếu không tôi đã chết rồi ánh hạ nói quang hùng nhìn sang và thấy máu chảy trên chân phải của lê uy long anh hiểu ngay rằng Lê Uy Long đã dùng chân để chắn cho đội trưởng của anh ta khỏi bỏ mạng vì viên đạn. Cảm ơn anh đã cứu đội trưởng và giúp chúng tôi thoát khỏi tay bọn tội phạm này. Quang Hùng nhìn Uy Long một cách chân thành. Anh thực sự đánh giá cao Lê Uy Long. Nếu không có anh ta tham gia trận chiến, một mình anh và ánh hạ chắc chắn sẽ không thể thoát thân trong vòng vây của hơn 200 tên tội phạm. Chắc chắn thung lũng ngạc khuông sẽ là nơi anh và nữ đội trưởng ánh hạ phải ngã xuống hy sinh. Không có gì, ai cũng có trách nhiệm loại bỏ những tên tội phạm này lê uy long khiêm tốn nói lục cao lục cao ánh hạ gọi lục cao một lần nữa lục cao nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của ánh hạ liền từ từ mở mắt ra anh thều thào yếu ớt đội trưởng tôi chưa chết tôi chỉ mới ngất đi thôi vị trí bị thương của anh ta không nằm ở chỗ hiểm chỉ vì bị mất quá nhiều máu lục cao mới ngất đi lục cao may là anh chưa chết thật tốt anh vẫn còn sống ở đây anh dọa tôi sợ chết đi được ánh hạ thấy người đồng chí của mình còn sống cô mừng rơi nước mắt thế còn những tên tội phạm đó thì sao lục cao vừa mới ngất đi nên chưa biết cụ thể tình hình chúng tôi giết chúng rồi ánh hạ nói lục cao nhìn xung quanh thấy xác chết ở khắp mọi nơi tất cả đều là xác của bọn tội phạm anh ngạc nhiên khôn tả tri viện của chúng ta đến rồi hà lục cao hỏi không đội tiếp viện chưa đến nhưng đội trưởng và anh Lê Uy Long đã bắt chết hết bọn chúng. Quang Hùng hào hứng nói, nghĩ đến cảnh Lê Uy Long và anh Hạ chiến đấu với hơn 200 tên tội phạm vừa nãy, lòng anh tràn ngập sự đam mê và ngưỡng mộ. Cái gì, đội trưởng và anh ấy có thể giết chết hơn 200 tên tội phạm có súng? Lục Cao ngạc nhiên không tin vào tay mình. Ừ, nhưng bây giờ cậu đang bị thương nặng, đừng nói quá nhiều. Sau khi cậu khỏe lại, Tôi sẽ từ từ kể lại cho cậu về câu chuyện chiến đấu vừa qua của hai người bọn họ với hơn 200 tên tội phạm nguy hiểm này. Quang Hùng vẫn còn phấn khích. Lạ quá, trận chiến cũng đã kết thúc, mà tại sao quân tiếp viện của chúng ta còn chưa đến? Ánh Hạ thấy Lục Cao, Quang Hùng và Lê Uy Long đều bị thương, cô lo lắng muốn đưa họ đến bệnh viện, nhưng quân tiếp viện của cô vẫn chưa thấy tới. Cô bỗng thấy lo lắng, trong lòng có một dự cảm về một điều không thỏa đáng. Vừa nãy trên đường cô đã yêu cầu Lê Uy Long gọi về sở cảnh sát yêu cầu thêm chi viện. Cô cũng nghe anh ta nói rất rõ ràng tình hình nguy hiểm ở thung lũng ngạc khuôn vậy mà cho đến giờ vẫn chưa thấy một ai được gửi đến. Đúng ra bây giờ họ đã tới đây lâu rồi mới phải. Có kẻ đã cố tình trì hoãn việc gửi chi viện tới đây. Lê Uy Long trầm giọng nói. Ánh hạ không mong đợi Lê Uy Long đưa ra khẳng định như thế, nhưng đánh giá từ tình hình hiện tại, điều đó thực sự có thể. Ngay cả khi hai người đã lái xe rất nhanh, nhưng cuộc chiến cũng đã kéo dài hơn 20 phút, nếu sở cảnh sát cử thêm chi viện thì nhất định họ đã có mặt ở đây. Tôi chưa thể đưa ra kết luận về việc này, tôi sẽ gọi xe cứu thương trước." Ánh Hạ nói xong liền lấy điện thoại di động ra và gọi xe cứu thương. Rồi cô quay sang nhìn Uy Long một cách biết ơn anh Lê Uy Long, "Lần này tôi thực sự muốn cảm ơn anh. Anh không chỉ giúp tôi nhanh chóng đến được đây, giúp chúng tôi chiến đấu mà còn cứu mạng của tôi nữa." Các đồng đội của tôi cũng được cứu. Tôi không biết lấy gì đền đáp cho lòng tốt của anh, chỉ chỉ. Ánh hạ hiếm khi nói những lời cảm ơn với mọi người nên cô không biết phải nói gì sau đó nữa. Chỉ có gì, đừng nói rằng cô ta hứa chỉ có thể đáp tặng mình một tấm chân tình thì toi. Mình là một người đàn ông đã có vợ. Lê Uy Long toát mồ hôi đầm đìa thầm nghĩ. Anh ta thực sự lo rằng ánh hạ sẽ nói những lời như thế. Cô không được nghĩ quá nhiều. Ánh hạ xứng người lại, Mặt cô đỏ ửng lên, Lê Uy Long này thực sự hàm hồ, anh ta nghĩ đã cứu cô vì vậy mới có ý nghĩ cô muốn dành cho anh ta tình cảm trai gái thông thường sao? Thật là một chuyện vô lý, hàm hồ hết sức. Chương 99 chi viện giờ mới đến. Tôi, hy vọng tôi đã nghĩ quá nhiều. Lê Uy Long cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ánh hạ trở nên tức giận. Anh đã có vợ ở nhà và lại là một cô vợ vô cùng xinh đẹp, vì vậy anh thực sự không muốn phát triển thêm bất cứ một mối quan hệ nào khác tất nhiên là anh đã nghĩ quá nhiều. Ánh hạ nói với sự xấu hổ và tức giận. Vậy chính xác thì cô muốn nói gì? Lê Uy Long tò mò cười hỏi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi chỉ có thể nộp đơn xin tặng bằng khen chiến công cho anh. Ánh hạ đột nhiên nghĩ về điều này và nói bừa. Cha, điều này thì không sao. Miễn là cô không có cái ý định kia, mọi thứ đều dễ nói. Lê Uy Long mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Mặc dù bây giờ anh không thiếu tiền, trong tay anh sở hữu tập đoàn DG và tấm thẻ tối cao mà Thiên Thành nhận lệnh gửi cho anh hôm trước, nhưng nếu ánh hạ muốn nộp đơn để anh được thưởng một bằng khen hay gì gì đó thì anh cũng sẽ không từ chối. Bởi vì sau tất cả, anh hoàn toàn xứng đáng được nhận. Ánh hạ lại sững sờ, muốn tát lệ uy long đến chết. Tên khốn này có vẻ thực sự lo rằng mình sẽ ngã vào tay anh ta. Chẳng lẽ một nữ cảnh sát trông nghiêm túc quá và không quyến rũ chút nào trong mắt anh ta? Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát mới bắt đầu đồng loạt vang lên. Những chiếc xe đến sát thung lũng ngạc khuông rồi dừng lại. Sau đó nhiều chiến sĩ công an mang theo đầy đủ vũ khí bắt đầu tràn lên núi. Đội trưởng Ánh Hạ, tình hình thế nào rồi? Một cảnh sát chỉ huy chạy lại phía Ánh Hạ và hỏi một cách khó khăn. Sao bây giờ các anh mới tới? Ánh Hạ giận dữ hỏi, nếu không có sự giúp đỡ của Lê Uy Long thì cô đã chết. Vậy mà bây giờ bọn họ mới tới. Chúng tôi, chúng tôi đã nhận được tin báo và đến ngay lập tức. Viên cảnh sát nói một cách bối rối. Được rồi, trận chiến kết thúc rồi, các anh cho người đi dọn dẹp đi. Ánh Hạ biết chắc chắn trong chuyện này có nhiều điều mờ ám nhưng hiện tại cô chưa thể tìm ra, chỉ có thể để sau vậy. Được. Khi những cảnh sát trên núi nhìn thấy số xác chết đang nằm ở đây, họ thực sự sững sờ. Không thể tin vào mắt, nhưng sự thật đang bày ra ngay trước mắt. Ai đã giết 200 người này? họ không thể tưởng tượng được chính ánh hạ và Lê Uy Long đã giết hơn 200 tay chân của hai bang xã hội đen. Một lượng lớn ma túy và tiền mà thu được tại hiện trường. Không có gì đáng ngạc nhiên bởi đây là một vụ giao dịch lớn. Chính vì vậy cả hai băng nhóm đã phái rất nhiều tay chân được trang bị vũ khí tận răng đến bảo vệ hiện trường cuộc mua bán. Chúng đang kiểm tra hàng và đang đếm tiền dở thì phát hiện bị nhóm của ánh hạ theo dõi liền lập tức phát lệnh truy sát lê uy long cũng nhớ lại khi đột nhập vào câu lạc bộ wonderland ngày hôm đó cùng với thiên thành anh cũng đã thấy rất nhiều tiền mặt và nhiều cô gái bị hành hạ làm nhục hoặc ép tiếp khách chúng đã làm nhiều điều trời không dung đất không tha vì vậy ngay cả khi uy long không có mối thủ giết cha với chúng một khi đã có sức mạnh và sự hậu thuẫn của quân đội sau lưng anh cũng quyết tâm tiêu diệt cho bằng được băng nhóm này để làm trong sạch xã hội và trừ hại cho dân xe cứu thương sẽ đến sớm chúng ta hãy xuống núi chờ Ánh Hạ nói: "Được." Lê Uy Long trả lời. Ánh Hạ hạ lệnh cho một nhóm cảnh sát hỗ trợ đưa Lục Cao và Quang Hùng xuống núi. Lê Uy Long vẫn tự mình đi xuống. Ánh Hạ đã rất ngạc nhiên khi thấy Lê Uy Long dù bị bắn vào chân vẫn có thể tự đi lại. Anh ta thật cứng cỏi. "Đừng cố, để tôi dìu anh xuống núi." Nghĩ đến hành động xả thân dũng cảm của Lê Uy Long, Ánh Hạ chân thành đề nghị được giúp anh đi xuống. "Không, tôi là người đã có gia đình." cô cứ để tôi tự đi. Lê Uy Long từ chối thẳng thừng. Anh thực sự có một tấm lòng thẳng thắn và một trái tim bằng thép. Dù có một cuộc hôn nhân ba năm không như những cuộc hôn nhân bình thường khác mà anh vẫn đứng đắn và trung tình. Anh thật khiến tôi ngưỡng mộ. Lê Uy Long giật mình. Có vẻ như tất cả mọi người ở thành phố này đều biết về cuộc sống hôn nhân riêng tư của anh. Thực đáng xấu hổ. Tôi đã cứu cô và bị thương ở chân rồi, Vậy chắc tôi không phải quay lại sở cảnh sát để thẩm vấn nữa phải không?" Lê Uy Long vội vã chuyển đề tài. "Được rồi, vì anh đã cứu tôi và giúp đỡ chúng tôi xóa sổ những tên tội phạm này nên tôi sẽ cho phép anh được tự do trong thời gian này. Sau khi chân anh hồi phục thì tôi sẽ lấy lời khai của anh sau." Ánh Hạ nói. "Oai, vậy cũng gần giống nhau." Lê Uy Long thở ra một hơi làm điệu bộ miễn cưỡng. "Tuy nhiên, đừng có cố bỏ trốn." Nếu tôi điều tra ra được những kẻ anh giết không phải là bảy linh hồn sát thủ mà là dân thường vô tội thì dù anh có trốn tới chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ bắt anh về quy án." Ánh Hạ mạnh giọng cảnh cáo. "Cô đừng lo, tôi sẽ không bỏ trốn. Chân tôi bị thương thế này, tôi có thể trốn đi đâu?" Lệ Uy Long nghiêm túc nói. "Anh biết vậy thì tốt." Ánh Hạ nhăn mặt. Khi họ xuống đến chân núi, xe cứu thương cũng vừa kịp đến. Lệ Uy Long Lục Cao và Quang Hùng được đưa vào xe cứu thương để đến bệnh viện. Tại gia đình nhà họ Trương, tối nay Trương Minh Chí vừa được xuất viện trở về nhà. Mọi người trong gia đình đều tới để an ủi hắn ta. Bị Lê Uy Long phế tự trong bữa tiệc mừng thọ bà Trương, hắn được mang tới bệnh viện cấp cứu ngay lập tức và nằm viện suốt mấy hôm nay. Tuy nhiên, vết thương của hắn ta chỉ có thể lành da lành thịt chứ không thể nào khôi phục khả năng của một người đàn ông được nữa vì vậy tâm trạng của hắn vô cùng sầu não và căm hận trương minh trí tuy hiện tại các bệnh viện ở đây không thể chữa trị được cho cháu nhưng sau này chúng ta nhất định sẽ đưa cháu đến những bệnh viện hàng đầu những bác sĩ có tay nghề tốt nhất trương minh trí đừng nản lòng tạ ngọc liên xoa tay đứa cháu đích tôn đau lòng mà nói thằng chó chết lê uy long đã biến cháu thành một hoạn quan cháu phải băm vằm nó ra thành từng mảnh mới hả giận được trương minh trí dữ dội rít lên từng tiếng qua kẽ răng cháu đừng lo, đương nhiên ta cũng nghĩ tới điều này, ngày nào hắn còn chưa chết thì ta chưa thể nào ngủ yên được. Tuy nhiên nói cho cháu biết hắn cũng sẽ sớm chết không toàn thây mà thôi. Ánh mắt tạ Ngọc Liên rừng rực như lửa. Bà ơi, đã có chuyện gì vậy? Làm sao Lệ Uy Long có thể chết dễ dàng như bà nói được? Trương Minh Chí ngạc nhiên, mừng rỡ như chết đuối vớ được cọc. Trương Minh Chí, con không biết tối qua chúng ta đã chi ra gần nghìn tỷ đồng để thuê bảy tên sát thủ tới giết Lê Uy Long. Trương Minh Nghị cất lời giải thích. Cái gì, gần một nghìn tỷ đồng, mạng sống của Lê Uy Long đáng giá gần một nghìn tỷ đồng sao? Trương Minh Chí suýt nhảy dựng ra khỏi giường mà kêu lên. Đúng, tên Lê Uy Long này thực sự rất mạnh, chúng ta đã cố gắng giết hắn ta bằng nhiều cách nhưng không thành. Bây giờ chúng ta đành phải thuê sát thủ miễn là có thể giết hắn và trả thù cho con thì dù phải chi số tiền lớn như vậy cũng xứng đáng. Tiền có thể tìm cách kiếm lại về sau. Trương Minh Nghị ngậm ngùi. Bà và cha đã thuê những kẻ nào? Trương Minh Chí hỏi lại. Hắn ta nhập viện trong thời gian này nên không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà khi hắn nằm viện. Chúng ta đã mời bảy linh hồn sát thủ, những sát thủ được xếp thứ 9 ở Long Quốc này. Trương Minh Nghị nói, chính ông ta đã trực tiếp liên lạc, ngã giá và giao dịch với những kẻ này. Bảy linh hồn sát thủ Bảy linh hồn sát thủ khét tiếng chưa bao giờ thất bại trong việc tiến bất cứ kẻ nào về với suối vàng sao. Trương Minh Chí lại ngạc nhiên. Đúng, chính là bọn chúng. Lệ Uy Long chắc chắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời vào ngày mai ngay khi bảy linh hồn sát thủ hoàn thành nhiệm vụ. Mắt Trương Minh Nghị vằn lên những tia máu. Hừng vậy thì để hắn chết trong tay bọn sát thủ đó cũng được như vậy là đã quá dễ dàng cho hắn ta rồi. Trương Minh Chí gầm gừ, hắn ta nghĩ thầm, dù cho tên Lê Uy Long kia chỉ còn là cái xác cũng phải mang về đây cho hắn băm ra từng mảnh mới hả giận. Lê Uy Long này thật kiêu ngạo, hắn dám rêu dao hạn định 7 ngày, hắn thực sự nghĩ rằng có thể nghĩ rằng có thể trèo lên đầu lên cổ nhà họ trương chúng ta hay sao? Hắn muốn chết thì ta sẽ cho hắn chết, chết đau chết đớn. Ha, 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 tạ Ngọc Liên cười thành từng tiếng, đột nhiên trương minh thọ gã quản gia chạy vào vừa chạy vừa hét to hoảng loạn bà trương không ổn rồi mọi thứ không ổn rồi trương minh thọ việc gì lại có thể khiến một đại quản gia nhà họ trương như ông kinh hoàng đến thế điều gì khiến ông hoảng sợ vậy tạ ngọc liên nói một cách không hài lòng bà trương tôi vừa nhận được tin bảy linh hồn sát thủ đã bị lê uy long giết chết mặt trương minh thọ như chàm đổ trương một trăm tin dữ dồn dập Nghe tin ai nấy đều cảm thấy như bị sét đánh bên tai. Cái, cái gì? Bảy sát thủ linh hồn đã bị Lê Uy Long giết hay bảy sát thủ linh hồn đã giết chết Lê Uy Long? Trương Minh Thọ nói cho rõ ràng, Tạ Ngọc Liên tưởng Trương Minh Thọ nói nhầm, liền lắp bắp hỏi lại. "Bà Trương, bảy sát thủ linh hồn đã bị Lê Uy Long giết chết." Trương Minh Thọ nhắc lại một lần nữa với vẻ mặt không thể kinh hoàng hơn. Tất cả đều sững sờ, đặc biệt là Trương Minh Chí hắn vừa cho rằng được chết trong tay bảy sát thủ linh hồn đã là quá dễ dàng cho lê uy long mà không ngờ tên khốn đó lại lấy được mạng bảy kẻ khét tiếng khát máu và tàn ác đó chẳng phải thiên hạ đồn rằng không ai có thể thoát khỏi lưỡi dao của bảy tên sát thủ này cơ mà làm thế nào mà lê uy long lại giết được chúng tạ ngọc liên nhảy dựng lên khỏi ghế thưa bà tôi cũng không biết tôi không có mặt ở đó mà chỉ nghe cảnh sát nói xác của chúng đã được người ta đem vào nhà xác rồi Trương Minh Thọ run lẩy bẩy. Đến cả bảy sát thủ linh hồn cũng bị Lê Uy Long giết chết thì hắn ta có vẻ như không phải là con người nữa rồi. Chúng ta phải làm sao đây Trương Minh Nhị mặt mũi xanh lét, thiều thào. Vâng, tôi còn nghe nói Lê Uy Long và Ánh Hạ, đội trưởng đội điều tra, ở thung lũng ngạc khuôn giết chết hơn 200 người của bang hổ báo và một nhóm xã hội đen ngoại quốc khi chúng đang mua bán ma túy nữa. Trương Minh Thọ tiếp tục. Đám trương ra thêm một lần nữa chết lặng. Ma, hắn là người hay là ma quỷ vậy? Hai kẻ mà giết sạch hơn 200 người có vũ khí hay sao? Trương Minh Chí không ngờ Lệ Uy Long lại mạnh đến thế. Vâng, Lệ Uy Long và ánh hạ này đã đọ súng bắn chết hơn 200 tay chân của bang hổ báo và bang Lion Gate. Chỉ có tên đại ca Nguyễn Thành Nam của bang hổ báo là trốn thoát. Trương Minh Thọ nói, Trương Minh Chí mặt cắt không còn giọt máu, chính hắn ta ra lệnh cho đám tay chân của bang hổ báo giết chết cha nuôi của Lê Uy Long đó là khởi nguồn cho mọi tai họa cho tới tận giờ. Nếu hắn ta tìm đến nhà họ Trương trả thù thì Trương Minh Chí hắn sẽ là người đầu tiên bị hắn giết. Bà Trương, kẻ này thật sự kinh khủng, 7 ngày giờ chỉ còn lại hai. nếu ngày mai ta còn không thể giải quyết hắn thì ngày kia hắn nhất định sẽ không cho Trương gia của chúng ta một cơ hội sống. Làm sao bây giờ, Trương Minh Thọ càng nói càng hoảng hốt hơn. Tạ Ngọc Liên bắt đầu run rẩy. Mẹ, bây giờ nhà chúng ta đến nước này rồi thì phải gọi anh con để anh ấy còn tìm cách cứu chúng ta thoát khỏi hắn chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả đâu mẹ trương minh nghị sốt ruột kêu lên vâng mẹ ơi không gọi anh cả lúc này thì sau này con e là chẳng còn cơ hội nào mà nhờ anh ấy nữa cả mẹ ơi thúy họa lúc này lo đến nỗi không còn khóc được nữa được rồi ta sẽ gọi cho anh con ngay bây giờ lúc này tạ ngọc liên không còn cách nào khác Trương gia đã tới nước đường cùng và bà ta phải gọi đến Trương Minh Thành, người con trai cả đang nắm giữ một chức vụ quan trọng của thành phố để cầu viện. Đây là động thái cuối cùng của gia đình họ Trương. Bà ta bấm số di động gọi con trai. Có tiếng trả lời, Tạ Ngọc Liên bèn thuật lại cho Trương Minh Thành đầu đuôi sự việc bao gồm việc Lê Uy Long đã tặng bà ta một cố quan tài ngay trong ngày mừng thọ, về tự cháu trai Trương Minh Chí đe dọa giết sạch Trương gia trong vòng 7 ngày. Việc hắn ta đột nhập câu lạc bộ Wonderland và giết chết hơn 200 người nhà họ Trương trong nhà máy cũ. Duy chỉ có việc Trương Minh Trí đã ra lệnh cho bang hổ báo đánh cha nuôi của Lê Uy Long đến chết là bà ta ém nhẹm đi, không nói. Ngang ngược, Lê Uy Long này dám coi thường luật pháp vậy sao? Thậm chí hắn còn dám đe dọa gia đình họ Trương chúng ta nữa. Hắn nghĩ rằng hắn thực sự có khả năng xóa sổ Trương ra sao? Trương Minh Thành nổi giận đùng đùng sau khi nghe vì đang bận công tác nước ngoài nên ông ta không về tham dự lễ mừng thọ 70 tuổi của bà Trương. Đó là lý do ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà trong thời gian ấy. Đúng vậy, hắn thực sự là một kẻ coi thường luật pháp, hắn giết người bừa bãi, uống máu bao nhiêu người ở quốc hòa này. Hắn thực sự còn có ý định san bằng Trương gia của chúng ta nữa đó. Tạ Ngọc Liên tiếp tục thiêu dệt thêm câu chuyện. Lê Uy Long này là ai? Trương Minh Thành hỏi hắn là con rể nhà họ chu là một kẻ nghèo kiết xác nổi tiếng trong thành phố nghe nói hắn từng là một quân nhân nên kỹ năng của hắn cũng không phải dạng tầm thường đâu tạ ngọc liên nói hắn ta ngang nhiên giết rất nhiều người như thế mà cảnh sát thành phố vẫn phớt lờ sao trương minh thành giận dữ hỏi trương gia ta đã báo cáo tình hình vụ việc cho anh hoàng giám đốc công an thành phố nhưng không biết anh ta nghĩ gì mà một thời gian dài vẫn thấy anh ta im hơi lặng tiếng không bắt giữ lê uy long phong thành, còn phải tìm cách giải quyết triệt để hắn, nếu không ngày kia họ trương của chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Mẹ nói với con đây mà lòng mẹ lo lắng quá, mấy ngày nay cả mẹ, cả em trai và cháu trai con không ai là ăn ngon ngủ yên được cả. Cứ thế này thì chắc mẹ không trụ nổi được đâu, tạ Ngọc Liên càng đổ thêm dầu vào lửa. linh 101 âm mưu thâm độc. Được, con hiểu rồi, mẹ không cần phải lo lắng, muốn giết lệ uy long này, đối với con dễ như đạp lên một con kiến. Con không quan tâm hắn ta từng là lính gì, dám đe dọa đến trương gia chúng ta, hắn chắc chắn chết không toàn thây." Trương Minh Thành giận dữ nói. "Ừ, nghe con nói vậy, mẹ cũng cảm thấy yên tâm phần nào." Tạ Ngọc Liên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. "Vậy chúng ta nói chuyện sau nhé, bây giờ con phải gọi cho chủ tịch Hoàng và bảo ông ta tìm cách xử trí Lê Uy Long." Trương Minh Thành nói. "Được, mọi việc trông cậy ở con đó." Tạ Ngọc Liên hồ hởi. "Vâng." mẹ hãy lo tịnh dưỡng chu đáo chờ tin tốt của con gã lê uy long đó chắc chắn sẽ không sống được đến ngày mai trương minh thành mỉm cười nói nói xong ông ta nhanh chóng cúp điện thoại lúc này tạ ngọc liên mới quay lại nói với tất cả mọi người về những hành động của con trai cả sắp tới đám đông lắng nghe và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cua tốt rồi cuối cùng lê uy long này cũng phải chịu chết trương minh Chí nói cháu thấy hài lòng rồi chứ Bác của cháu đã hứa rằng sẽ không để tên khốn khiếp đó sống đến ngày mai, mọi người chỉ việc ngồi chờ tin tốt." Bà Trương nói và hớn hở ra mặt. Chấm chấm. Tại văn phòng giám đốc công an thành phố, điện thoại di động của Hoàng Minh Yên đột nhiên reo lên. Ông ta liếc nhìn màn hình và thấy rằng cuộc gọi tới là của Cao Kim Bình, thủ lĩnh cao nhất của băng hổ báo. Hoàng Minh Yên cẩn thận nhìn quanh văn phòng, thấy không có ai ở đó, ông ta mới bắt máy và hỏi, "Anh Cao, có chuyện gì vậy?" giám đốc hoàng tại sao ông lại để cấp dưới của mình phá hỏng toàn bộ cuộc giao dịch của chúng tôi với bang lion ghét hả thậm chí còn quét sạch tất cả người của bọn này tại khu thung lũng núi ngạc khuông ông nhận tiền đầy túi rồi mà làm ăn như thế à cao kim bình giận dữ nói cuộc giao dịch bị phá vỡ ở ngạc khuông tối nay không chỉ gây hao hụt một lượng tiền mặt khổng lồ mà còn giết chết rất nhiều người trong băng đảng dĩ nhiên khiến cho anh ta vô cùng cay cú anh cao đây không phải là mệnh lệnh của tôi nữ cảnh sát đó hoàn toàn tự ý hành động mãi sau đó tôi mới phát hiện ra đấy chứ lúc đó tôi cũng cố tình trì hoãn thời gian hỗ trợ để tạo cơ hội cho người của anh tiêu diệt cô ta tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này ai mà ngờ được chỉ có cô ta và lê uy long đơn phương độc mã chống lại được cả mấy trăm người đây đâu phải là lỗi của tôi hoàng minh yên khúm núm nói một cách sợ sệt ồ thế ra không phải lỗi của ông vậy có nghĩa là lỗi của tôi hả Tôi nghĩ rằng chủ tịch Hoàng đây đang muốn phá vỡ mối quan hệ lâu dài giữa hai chúng ta thì phải, cao kim bình cao giọng nói. "Không không, ý tôi không phải như vậy, bên anh đã cho tôi rất nhiều lợi ích, tôi sao có thể cắt đứt quan hệ với anh được. Đừng hiểu lầm tôi." Hoàng Minh Yên vội phân bua. "Con cờm ánh hạ này đã nhiều lần bắt giữ các thành viên từ bang hổ báo của tôi và tối nay còn trực tiếp giết chết hơn 200 người của bang tôi cùng với bang Lion Gate nữa." Giám đốc Hoàng chắc ông không định bỏ qua cho cô ta đấy chứ cao kim bình nói phải ánh hạ này từ lâu đã là cái gai trong mắt tôi hơn nữa cô ta thực sự đã nghi ngờ và theo dõi hoạt động của tôi gần đây loại người này không thể tiếp tục ở lại lâu được sớm muộn tôi cũng sẽ tìm cách trừ khử cô ta đừng lo lắng về điều đó nữa hoàn chính yên cẩn trọng nói tốt nếu ông cảm thấy tự ra tay không tiện có thể để băng hổ báo giúp cũng được cao kim bình nói được được khi có thời gian, tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết để dụ cô ta đến băng hổ báo cho anh tùy ý xử trí. Hoàng Minh Yên cười nói, tốt lắm, còn cả Lệ Uy Long nữa, kẻ đã giết vô số người của chúng ta, hắn cũng phải bị trừ khử. Cao Kim Bình gần giọng nói với vẻ cam thù không giấu được. Về phần Lệ Uy Long này, tôi cũng sẽ tìm cách loại bỏ hắn ta. Giám đốc Hoàng nói một cách khéo léo, hiện giờ ông ta vẫn chưa tìm ra sơ hở nào của Uy Long, nên không dám hành động một cách lỗ mãng được rồi vậy tôi sẽ chờ tin tốt từ giám đốc hoàng cao kim bình cũng chỉ là một thủ lĩnh băng đảng anh ta không dám chỉ tay năm ngón trước một hoàng minh yên quyền lực đầy mình người đứng đầu sở cảnh sát thành phố vì vậy chỉ có thể tạm đặt niềm tin ở ông ta anh cao anh hãy yên tâm mọi chuyện tôi sẽ lo liệu ổn thỏa thôi bây giờ tôi cúp máy nhé hoàng minh yên cũng không dám nói quá nhiều với thủ lĩnh băng hổ báo biết đâu lại vô tình chọc giận hắn ta mà mang họa ngay khi giám đốc hoàng cúp máy điện thoại di động của ông ta lại reo lên ông ta đưa mắt nhìn và nhận ra người gọi đến là trương minh thành của gia đình họ trương người giữ một chức vụ cao cấp trong hội đồng lãnh đạo thành phố hoàng minh yên vô cùng bất ngờ không dám lơ là và vội vã bắt máy ngay ông trương chào buổi tối không biết muộn thế này rồi ông còn có chuyện gì cần nhắc nhở tôi giám đốc hoàng lê uy long gần đây đã giết rất nhiều người anh ta còn dám đe dọa là sẽ phá hủy toàn bộ trương ra nhà chúng tôi một tên sát nhân hống hách ngạo mạn như thế vẫn đang nhởn như ngoài vòng pháp luật tại sao ông không bắt giữ hắn ta và đưa hắn ra trước công lý đường đường là giám đốc sở cảnh sát thành phố ông lại làm ăn như thế à ông dám bỏ bê công việc của mình và cho phép lê uy long kia giết người một cách bừa bãi ông có còn muốn ngồi trên cái ghế đó nữa không đấy trương minh thành giận dữ nói Hoàng Minh Yên sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, bèn vội vàng giải thích, "Ông Trương, xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không dám bắt Lệ Uy Long là vì e ngại anh ta có giao tình với chỉ huy căn cứ phía Nam Vũ Hải, nếu không mọi chuyện đã không rắc rối như vậy." "Vũ Hải thì đã sao? Lệ Uy Long đã giết quá nhiều người, cũng dính líu tới quá nhiều cuộc thảm sát, không ai có thể cứu được hắn ta đâu." Trương Minh Thành quả quyết nói. "Vâng, vâng, những gì ông Trương nói là vô cùng thỏa đáng." hoàng minh yên vội vã nói đồng ý hết lần này đến lần khác nhân tiện tôi có một thắc mắc tại sao gã lê uy long đó lại cứ gây sự với trương gia của tôi trương minh thành chợt nhớ ra và hỏi bởi vì cháu trai của ông cậu trương minh trí đã ra lệnh cho băng xã hội đen hổ báo giết chết cha nuôi của anh ta nên lê uy long mới ghi hận trương gia đe dọa sẽ phá hủy toàn thể trương gia để trả thù cho cha nuôi của mình hoàng minh yên nói ra là như vậy Thế, có bao nhiêu người biết chuyện này rồi? Trương Minh Thành hỏi lại. Không nhiều, tôi đã giúp gia đình ông che đậy nó, tất cả bằng chứng đã bị phá hủy. Hoàng Minh Yên thản nhiên nói. Tốt lắm, như vậy thì tôi có thể tạm yên tâm rồi. Lệ uy Long này phải được xử lý càng sớm càng tốt, nếu không sự việc này sớm muộn cũng bị phanh phui, Trương Minh Thành trầm tư nói. Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ bắt anh ta ngay lập tức, nhưng tôi nên làm gì nếu Vũ Hải xuất hiện để bảo vệ anh ta? giám đốc hoàng nói với vẻ lo lắng vậy thì không cần đưa hắn ta về sở luận tội nữa trước khi vũ hải đến hãy tìm một nơi nào đó để xử tử lê uy long một cách bí mật tới lúc đó dù vũ hải có đến thì người cũng đã chết anh ta cũng không thể làm gì khác ông cũng chỉ cần bịa tạm ra một cái cớ để chống chế thôi cứ nói là hắn ta bị bắn chết vì tội cố ý vượt ngục như vậy vũ hải có thể bắt bẻ gì được chứ trương minh thành ôn tồn nói ông trương thật đúng là người thông tuệ vậy mà tôi không nghĩ ra nổi được rồi tôi sẽ thực hiện chuyện này ngay lập tức và đưa lê uy long đến chỗ chết càng sớm càng tốt hoàng minh yên nhận được chỉ thị của trương minh thành thì như được khai sáng ngay lập tức đã biên soạn ra một kế hoạch trong đầu ừm vậy ông đã nghĩ ra kế hoạch hành động nào chưa trương minh thành lại hỏi tôi có nghĩ ra một kế hoạch đây nhưng không biết liệu nó có phù hợp không giám đốc hoàng phân vân nói Kế hoạch như thế nào? Nói tôi nghe thử xem. Ông Trương hỏi. Nghe nói vừa rồi Lệ Uy Long đã bị bắn vào chân phải trong cuộc đấu súng với băng hổ báo và băng lion ghét ở thung lũng ngạc khuông. Anh ta đã bị thương nên sức mạnh hẳn cũng đã giảm đi rất nhiều. Tôi dự tính sẽ bắt giữ hắn ta vào tối mai rồi sau đó bí mật đưa hắn đến thung lũng ngạc na để băng hổ báo tự ra tay. Với sự giúp đỡ của băng đảnh này, Lệ Uy Long chắc chắn sẽ vùi xác ở ngạc na hoàng minh yên cẩn thận trình bày kế hoạch của mình ừm um, kế hoạch này cũng ổn đấy trương minh thành khẽ gật đầu nếu ông trương cũng đồng ý với kế hoạch này tôi sẽ lập tức cho triển khai ngay hoàng minh yên hớn hở nói nhận được lời chấp thuận của trương minh thành ông ta lại càng thêm phần tự tin được hãy cứ làm vậy đi ông hãy sắp xếp nó càng sớm càng tốt nếu có bất cứ khó khăn gì cứ liên hệ để tôi hỗ trợ trương minh thành nói vâng có lời này của ông Trương, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi, tôi nhất định không để Lê Uy Long đó có cơ hội thấy mặt trời lặn vào ngày mai. Hoàng Minh Yên quả quyết nói, chuyện này là bí mật gỡ hai chúng ta, ông tuyệt đối không được để người biết. Đến lúc đó, cứ nói rằng Lê Uy Long chống đối người thi hành công vụ, đã vượt ngục trốn đến thung lũng ngạc na và bị bắn chết trong lúc giao tranh. Nếu Vũ Hải thực sự đến hỏi, chúng ta coi như cũng là người làm việc công, không phải lo sợ gì nữa cả, Trương Minh Thành nói vâng tôi đã hiểu hoàng minh yên gật đầu vì tên khốn lê uy long này mà gần đây trương gia chúng tôi đã thường xuyên hoảng loạn vậy nên hãy mời họ đến thung lũng ngạc na vào tối mai để tham gia cuộc vui này hãy để họ tận mắt chứng kiến lê uy long bị giết để họ có thể được hả dạ trương minh thành đắc y nói vâng tối mai tôi sẽ từ từ tra tấn lê uy long để hắn ta phải chết một cách cực kỳ đau đớn đảm bảo sẽ làm hài lòng trương gia ngài hoàng minh yên nói cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để lấy lòng nhà họ Trương. Được rồi, chuyện chỉ có vậy thôi, ông hãy mau đi sắp xếp chuyện này sao cho nhanh chóng và làm cho nó liền mạch nhất có thể, Trương Minh Thành dặn dò. Vâng, Hoàng Minh Yên đáp, đây là lệnh của Trương Minh Thành, nếu có chuyện gì trục trặc xảy ra, Hoàng Minh Yên coi như cũng có người hậu thuẫn, vì vậy ông ta cảm thấy yên tâm hơn khi làm những việc dơ bẩn này. Sau khi cúp điện thoại, giám đốc Hoàng ngay lập tức gọi cho Cao Kim Bình thủ lĩnh băng hổ báo, thông báo về kế hoạch của mình. Yêu cầu Cao Kim Bình dẫn dắt tất cả các thành viên của băng đảng mình đến thanh toán Lê Uy Long tại thung lũng Ngạc Na vào tối mai. Sau khi nghe kế hoạch của ông ta, Cao Kim Bình biết rằng giám đốc sở cảnh sát cuối cùng cũng chịu hành động. Hắn ta thầm mở cờ trong bụng và ngay lập tức thông báo lại kế hoạch này với quân sư Võ Trung Hiếu. Sau khi nghe qua về kế hoạch của Hoàng Minh Yên, Võ Trung Hiếu cũng tỏ ra ngưỡng mộ kế hoạch này thực sự liền mạch và hoàn hảo. Võ trung hiếu tôi hãy còn kém xa so với ông ta. Nếu ngay cả anh cũng cảm thấy kế hoạch này là khả thi, vậy chúng ta có thể yên tâm theo đó mà hành động vào tối mai rồi, Cao Kim Bình phấn khích nói. Tất nhiên chúng ta phải hành động theo kế hoạch này, đây là cơ hội tuyệt vời để hợp tác với giám đốc Hoàng giết chết Lệ Uy Long, loại bỏ hoàn toàn mầm mống tai họa này. Lệ Uy Long gần đây đã giết chết vô số anh em trong bang hổ báo chúng ta. Nếu hắn ta không bị trừ khử, Bang chúng ta đâu còn uy tín trong giang hồ nữa. Tối nay, chúng ta hãy hành động luôn đi, kêu gọi tất cả anh em còn lại đặt bẫy trong Thung Lũng Ngạc Na, Lệ Uy Long này dù có mọc cánh cũng sẽ không thể nào thoát được." Võ Trung Hiếu Đắc Y nói. "Được, vậy thì tối mai, Bang Hổ báo chúng ta sẽ đến Thung Lũng Ngạc Na và hợp tác với người của Hoàng Minh Yên để tiêu diệt thằng khốn Lệ Uy Long, giải quyết một lần và mãi mãi." Cao Kim Bình cũng hào hứng nói. Sau khi Hoàng Minh Yên nói với Cao Kim Bình về kế hoạch của mình, ông ta lập tức gọi cho Tạ Ngọc Liên, người đứng đầu Trương gia, thông báo với bà ta về kế hoạch giết Lê Uy Long và đặc biệt mời toàn bộ Trương gia đến chứng kiến việc Lê Uy Long bị tra tấn và giết hại tại Thung Lũng Ngạc Na vào tối mai. Sau khi nghe kế hoạch của ông ta, Tạ Ngọc Liên đã ca ngợi hết lời và hoàn toàn khẳng định rằng kế hoạch này là hoàn hảo. Đồng thời, bà ta cũng hứa rằng tối ngày hôm sau tất cả các thành viên của Trương gia đều sẽ có mặt tại Ngạc Na. Tất nhiên, Tạ Ngọc Liên đã đoán được lý do tại sao Hoàng Minh Yên lại có hành động như vậy, chắc chắn là vì con trai lớn của bà, Trương Minh Thành, đã tác động và gây sức ép với ông ta. Sau khi cúp điện thoại, bà Trương nhanh chóng thuật lại toàn bộ kế hoạch này với các thành viên trong gia đình. Nghe tin này, mọi người trong gia đình họ Trương rất phấn khởi ra mặt. Tối mai, nhất định họ sẽ được chứng kiến những tiết mục ấn tượng đáng nhớ. Lệ Uy Long đã không biết lượng sức, dám gây chiến với Trương gia ta trước giờ chúng ta đã quá nhân nhượng với hắn. Nhưng đến tối mai, mọi chuyện sẽ kết thúc, đó chính là ngày chết của hắn ta, tạ Ngọc Liên đắc ý nói dữ dội. Chấm. Cùng lúc này, tại Bệnh viện Đa Khoa Thành phố, Lệ Uy Long vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật và được chuyển đến phòng phục hồi chức năng. Từ bên ngoài cửa phòng, một y tá có vẻ ngoài ngọt ngào bước vào cùng với một xe đầy thuốc. Lệ Uy Long liếc nhìn và nhanh chóng nhận ra nữ y tá xinh xắn này chính là Bích Loan, người mà anh đã cứu ngày hôm đó trước nanh vốt của tên tù nhân. Bích Loan cũng nhận ra bệnh nhân mà cô có nhiệm vụ chăm sóc là Lê Uy Long, cô vô cùng ngạc nhiên và có chút mừng rỡ trong lòng. Chương 102 gặp lại ân nhân. Anh Uy Long, sao lại là anh? Bích Loan ngơ ngác hỏi. Tôi nằm ở đây thì có gì đáng ngạc nhiên sao? Cô đặc biệt đến chăm tôi à? Lê Uy Long không nói nên lời khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt nữ y tá. Tôi, chỉ là tôi có chút bất ngờ khi trông thấy anh. Không phải tôi biết anh ở đây nên mới tới đâu." Bích Loan vội vàng giải thích với khuôn mặt đỏ ửng. Lê Uy Long là ân nhân của cô, tất nhiên cô vui mừng khi được gặp lại anh lần nữa, nhưng không phải trong một hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa, vừa nãy cô nghe được từ các đồng nghiệp trong bệnh viện rằng Lê Uy Long và cảnh sát ánh hạ đã quét sạch hơn 200 tên tội phạm ở Thung Lũng Ngạc Khuông, cô càng cảm thấy ngưỡng mộ anh hơn nữa. Thật trùng hợp không ngờ mới đó mà cô đã thấy anh, một người hùng chiến đấu đến bị thương, đang nằm trong phòng bệnh ngay ca trực của mình. Cô ấy có thể không phấn khích sao? Đừng lo, tôi chỉ nói đùa với cô thôi." Lệ Uy Long cười ngưỡng nhịu khi trông thấy sắc mặt Bích Loan, bất giác không dám đùa với cô nữa. "Tôi nghe nói anh cùng với cảnh sát trưởng hôm đó đã quét sạch hơn 200 tên tội phạm ở Ngạc Khuông." "Ngầu thật đấy, sao anh có thể làm điều đó được vậy?" Bích Loan hỏi với vẻ ngưỡng mộ. Chuyện này cũng khó nói lắm, tất cả là nhờ đội trưởng Ánh Hạ đã chiến đấu dũng cảm. Tôi chỉ phụ thêm thôi." Lệ Uy Long không muốn mình trở nên quá thần thánh trong mắt ai, nên vội vàng chối bỏ công lao của chính mình. "Để một cô gái trẻ như cô ấy si mê vọng tưởng sẽ chỉ gây thêm nhiều rắc rối cho anh." "Nhưng, tôi nghe nói anh mới là người làm nên chiến thắng của trận chiến này, và anh thậm chí còn bị thương vì cứu cảnh sát Ánh Hạ nữa." Bích Loan nói, chấm chấm lê uy long bắt đầu đổ mồ hôi không ngờ bích loan này còn tìm hiểu kỹ như vậy cô nghe ai nói lê uy long hỏi lại các đồng nghiệp trong bệnh viện đều bàn tán về điều đó họ cũng không ngờ được một người con rể nổi tiếng yếu đuối vô dụng thực ra lại mạnh mẽ xuất thần như vậy nếu anh chưa kết hôn tất cả họ đều muốn cưới anh bích loan nói lê uy long lại càng trở nên căng thẳng anh không ngờ tin tức này lại lan truyền nhanh chóng trong bệnh viện thậm chí khiến nhiều cô gái muốn cưới anh bảo họ đừng bị ám ảnh bởi những chuyện huyễn hoặc đó nữa tất cả chỉ là lời đồn thổi lê uy long xua tay nói được rồi vậy tôi sẽ giúp anh xử lý vết thương trước nhé bích loan chợt nhớ rằng cô ở đây để chăm sóc lê uy long chứ không phải để trò chuyện với anh vì vậy cô đã định thần lại và quyết định hoàn thành công việc trước được lê uy long nói chấn thương của anh ở đâu bích loan hỏi vì lê uy long đang mặc đồng phục bệnh nhân cô không thể nhìn thấy vết thương của anh trên đùi này uy long đáp vậy mau sắn ống quần lên đi bích loan nói được rồi lê uy long với tay sắn nhẹ gấu quần nhưng chân anh to đến nỗi anh không thể nhấc quần lên trên đùi tôi không làm được sao giờ lê uy long lúng túng hỏi vậy thì cởi quần ra cởi nó ra bích loan cũng đỏ mặt nói lắp bắp chuyện này uy long cảm thấy khá xấu hổ khi phải cởi quần trước mặt cô y tá trẻ đừng ngại bệnh nhân không cần giữ ý trước mặt nhân viên y tế bích loan khẽ động viên cô thực sự không nghĩ một người đàn ông đã có vợ như lê uy long vẫn ngượng nghịu như trai tân vậy anh ta chưa thay đồ trước mặt vợ mình bao giờ sao được rồi tôi sẽ cởi nó ra lê uy long hiểu rằng kiểu gì cũng phải làm điều này nên anh từ từ cởi chiếc quần bệnh viện ra bích loan nhìn thấy cặp đùi săn chắc của uy long trái tim cô bỗng đập thình thịch và khuôn mặt ửng hồng như một quả đào Tôi đã cởi rồi đấy, cô làm gì thì làm." Lệ Uy Long có chút bối rối khi thấy nữ y tá đang nhìn chằm chằm vào chân mình. Chấm chấm, Bích Loan nghe Lê Uy Long nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại được, mặt cô nóng phừng phừng, tự hỏi lời nói của anh ta có ý gì. Lệ Uy Long cũng cảm thấy rằng hình như lời anh vừa nói hơi khiếm nhã, nên vội vàng sửa chữa lại, "Ý tôi là, cô có thể giúp tôi xử lý vết thương nhanh lên được không?" "À, ừm, được thôi." Bích Loan đã trở lại bình thường và bắt đầu vúi xuống để điều trị vết thương của Lê Uy Long. Trong toàn bộ quá trình làm việc, cô cảm thấy mình hoàn toàn run rẩy, hồi hộp, cảm giác như đang trong một giấc mơ. Cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể đến gần Lê Uy Long tới mức này, lại còn có thể thoải mái nhìn vào đùi anh ta. Từ thời xa xưa, những phụ nữ xinh đẹp đều chọn kết tóc xe duyên cùng các vị anh tài, đặc biệt là những cô gái trẻ như Bích Loan, lại càng tôn thờ chủ nghĩa anh hùng cô vấp luôn hy vọng có một người bạn trai như thế sau khi băng bó vết thương cho lê uy long bích loan vẫn còn bồi hồi mê mẩn nhìn chằm chằm vào bắp đùi vạm vỡ của lê uy long và thốt lên trong lòng đây thực sự là một đôi chân mạnh mẽ cô y tá vết thương của tôi đã được băng bó xong chưa lê uy long cảm thấy không thoải mái khi cứ bị bích loan nhìn chằm chằm vào chân mình như vậy một mình trong phòng bệnh kín mít với một nữ y tá trẻ lại không mặc quần như vậy nếu tình huống này chẳng may bị Chu Nhược Mai nhìn thấy, anh có nhảy xuống sông tự tử cũng không rửa sạch oan khuất được. Ừm, um, xong rồi, anh hãy nhanh chóng mặc quần vào đi. Bích Loan ngại ngùng nói. Đúng lúc này, hai người phụ nữ bất ngờ bước vào phòng bệnh. Lệ Uy Long ngớ người nhìn và nhận ra đó chính là vợ mình Chu Nhược Mai cùng với bạn của cô ấy Nguyễn Tú Hằng. Thôi thế là xong, điều anh lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Lệ Uy Long chỉ vừa mới thoáng nghĩ đến nguy cơ bị vợ mình nhìn thấy và hiểu lầm, không ngờ cô ấy đã xuất hiện trong vòng chưa đầy 3 giây. "Anh, anh đang làm cái gì vậy?" Chu Nhược Mai hét lớn khi trông thấy cảnh tượng cực sốc trước mặt. "Chị, em em không làm gì cả đâu." Bích Loan cũng bất ngờ khi thấy Chu Nhược Mai đột nhiên xuất hiện, cô đỏ bừng mặt và cố gắng giải thích một cách bối rối. "Chấm chấm." Lê Uy Long nghe được lời giải thích của Bích Loan, anh càng không nói nên lời cô ấy nói như vậy là đang thanh minh hay đang thêm dầu vào lửa vậy à cô ấy vừa giúp anh xử lý vết thương này ấy mà lê uy long giải thích mồ hôi bắt đầu toát ra phải phải tôi vừa giúp uy long điều trị vết thương ở chân anh ấy bị bắn vào đùi và buộc phải cởi quần ra thì tôi mới có thể rửa và băng bó vết thương được chị nhà xin chị đừng hiểu nhầm bích loan cố gắng giải thích trong lo lắng cô không muốn vì mình mà lê uy long và vợ anh ta lục đục Điều đó thật tồi tệ. Cha, chỉ là xử lý vết thương thôi, tôi không nghĩ ngợi gì đâu, cô không cần phải quá lo lắng." Chu Nhược Mai nói, tất nhiên, cô tin rằng Lê Uy Long và Bích Loan không thể làm thứ chuyện xấu xa kia ở giữa nơi công cộng như thế này được. Vừa nãy chỉ là cô đã thấy tư thế của chồng mình và Bích Loan có chút không đúng lắm, nên đã suy nghĩ hơi quá về nó. Thật may quá, bây giờ chị đã đến rồi, chị có thể chăm sóc nó cho anh ấy. Vậy tôi xin phép Bích Loan chắc sẽ xấu hổ đến chết mất nếu còn phải nán lại đây thêm một phút giây nào nữa. Vì vậy cô đã vội vã rời khỏi phòng bệnh như thể đang bỏ trốn. Sau khi nữ y tá rời đi, Lệ Uy Long chợt thấy đôi mắt của hai người phụ nữ còn lại đều đang dán vào đùi anh, và anh lại bất ngờ thấy ớn lạnh. Sao em lại đến đây? Lệ Uy Long vừa hỏi vừa nhanh chóng kéo quần lên. Uy Long cảm thấy hơi xấu hổ về chấn thương của mình và phải nhập viện gấp, vì vậy anh đã không kịp cho Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng biết chuyện. Không ngờ nhanh như vậy họ đã có thể tìm được đến đây. chương 103 sự lo lắng ngọt ngào. Chúng tôi vừa được đội trưởng Ánh Hạ thông báo nên đã vội vã tới đây ngay. Chu Nhược Mai tỏ ra vô cùng lo lắng. Cuộc điện thoại của Ánh Hạ làm cô như đứng ngồi trên đống lửa khi biết rằng Huy Long đã bị thương và đang ở trong bệnh viện. Nếu không phải đích thân Ánh Hạ nói, cô nhất định không tin, còn tưởng rằng Huy Long đang ở trong sở cảnh sát để cung cấp lời khai. Đến khi biết rằng anh đã bị thương cô liền vội vã đến đây cùng Nguyễn Tú Hằng. Hóa ra là Ánh Hạ nói, Lê Huy Long không mong cô ta thông báo chuyện này với Chu Nhược Mai. Sau khi Ánh Hạ đưa Quang Hùng, Lục Cao và Lê Huy Long đến bệnh viện cô liền quay trở lại sở cảnh sát để điều tra danh tính của 7 người bị Lê Huy Long giết chết vào đầu buổi tối. Kết quả cô phát hiện đây chính xác là 7 sát thủ linh hồn nổi danh giang hồ vì sự tàn bạo ác độc và khát máu. Chúng là những kẻ giết thuê chuyên nghiệp, vậy là chắc chắn ai đó đã thuê chúng tới lấy mạng Uy Long dẫn tới việc anh ta bắt buộc phải giết chúng để tự vệ. Theo hướng điều tra này, Lê Uy Long hoàn toàn vô tội. Sau khi trải qua vụ con tin bị uy hiếp trong bệnh viện và vụ truy quét tội phạm tại Thung Lũng Ngạc Khuông, cách nhìn của ánh hạ về Lê Uy Long đã dần dần thay đổi. Bây giờ cô không ngạc nhiên khi biết mình anh có thể giết chết cả nhóm 7 kẻ giết thuê chuyên nghiệp kia nghĩ đến Huy Long bị thương mà phải nằm viện một mình, Ánh Hạ đã gọi Chu Nhược Mai để cô có thể tới chăm sóc cho anh. Nếu Lê Huy Long không trở về nhà, cô ấy nhất định sẽ nghi anh ta đã được đưa tới sở cảnh sát và đang bị tạm giam ở đó. Anh đã làm gì vậy? Sao anh lại bị thương? Chu Nhược Mai hỏi, vẻ mặt ngập tràn sự lo lắng. Vừa nãy Ánh Hạ chỉ nói với cô rằng Lê Huy Long bị đạn bắn vào chân, nhưng không nói cho cô biết tại sao anh lại bị bắn. Tất nhiên ánh hạ cũng rất xấu hổ khi phải nói với Chu Nhược Mai rằng Lê Uy Long bị thương là vì đã cứu mình nên cô đã không nói. Khi ánh hạ đưa tôi về sở cảnh sát, giữa đường cô ta nhận được một cuộc gọi xin trợ giúp khẩn cấp ở thung lũng ngạc khuông. Vì vậy cô ta đã đưa luôn tôi tới đó. Lê Uy Long kể lại tóm tắt trận chiến ở ngạc khuông nhưng không đề cập tới chi tiết đỡ đạn cho ánh hạ mà chỉ nói đã vô tình bị bắn trúng. Anh lo lắng, biết đâu nói ra anh sẽ làm nhược mai ghen, làm cô ấy đau lòng vì vậy anh không dám nói. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng không thể tưởng tượng được Lê Uy Long và Ánh Hạ lại vừa trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh ở thung lũng ngạc khuông. Cả hai cô gái đều vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng anh đã lập một đại công khi giúp Ánh Hạ quét sạch hơn 200 tên tội phạm. Tại sao anh lại bất cẩn như thế? Sao lại để mình bị thương như vậy? Chu Nhược Mai xót xa trách móc, mắt cô dường như đã ngân ngấn nước. Mới tháng trước trong ngày cưới, cánh tay phải của Uy Long bị thương, Bây giờ chân anh lại bị bắn trúng. Tần suất chấn thương dày như thế, cô không biết lần sau liệu anh còn bị thương thêm ở đâu được nữa. Sao, anh thì bị thương còn đội trưởng ánh hạ lại không sao hết. Đừng nói với tôi là anh không giỏi như cô ấy đấy nhé. Nguyễn Tú Hằng vặn ngang. Lệ Uy Long toát mồ hôi trước những câu hỏi của hai cô gái. Anh đành cười khổ. Súng đạn không có mắt, có lẽ tôi không may mắn. Anh bị thương có nặng không? chu nhược mai dịu dàng hỏi huy long không nặng không sao đâu nghỉ ngơi vài ngày là tôi sẽ ổn lại thôi cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim huy long khi nhìn vẻ lo lắng xót xa của người vợ hờ chu nhược mai thực tế thì anh đã kịp điều chỉnh tư thế khi chặn viên đạn cho ánh hạ vì vậy viên đạn chỉ trúng phần mềm không chạm tới xương họ nói chuyện khoảng nửa giờ thì chu nhược mai và nguyễn tú hằng quay về biệt thự vì họ thấy rằng lê huy long vẫn ổn vì vậy Lê Uy Long ở lại bệnh viện một mình cả đêm. Ngày hôm sau, Thiên Thành gọi Lê Uy Long vào sáng sớm. Anh Long, hôm nay là ngày cuối cùng trong khoảng thời gian 7 ngày anh dành cho gia đình họ Trương. Khi nào chúng ta sẽ hành động? Nằm suốt trong khách sạn những ngày này, Thiên Thành thực sự thấy cuồng chân cuồng tay. Một chiến sĩ sống phóng khoáng trên xa trường mà phải nhốt mình trong không gian nhỏ hẹp của khách sạn, anh cảm thấy buồn chán vô cùng tuy nhiên Thiên Thành không biết rằng Lê Uy Long bị thương và đang nằm trong bệnh viện. Nếu hôm nay phía cảnh sát, trương gia và bang hổ báo không có động tính gì thì vào 3 giờ sáng mai, cậu hãy hạ lệnh cho Lưu Bảo Kim dẫn sư đoàn của chúng ta vào thành phố, bắt giữ hết những đầu sỏ của trương gia và bang hổ báo cho tôi. Lê Uy Long nói, tuân lệnh, Thiên Thành đã kiên nhẫn ở lại khách sạn trong suốt thời gian này chỉ để chờ đợi ngày này. Bất kể gia đình họ trương và bang hổ báo có hành động hay không, miễn là đến giờ, tất cả đều phải chết. Cậu hãy nhớ, tôi muốn tất cả chúng phải còn sống, nhất là Trương Minh Trí, thủ phạm đã giết cha tôi. Ngoài ra còn có đám đầu sỏ khác gồm Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu và Lưu Bảo Thục của bang Hổ Báo. Tất cả đều phải bắt sống. Đúng 10 giờ sáng mai tôi sẽ chôn sống chúng để an ủi vong linh của cha tôi trên trời. Lê Uy Long nói rành mạch từng chữ. Tuân lệnh Lê Soái, Thiên Thành nghiêm túc hô to. Hôm nay là ngày cuối cùng, chắc chắn chúng sẽ hành động. Chúng sẽ không ngồi chờ thế nên cậu phải chuẩn bị thật kỹ. Theo tôi đoán, ngày hôm nay cảnh sát sẽ tới bắt tôi. Một khi tôi bị chúng bắt, cậu hãy ngay lập tức yêu cầu Lưu Bảo Kim đến giải cứu tôi." Lê Uy Long nghiêm nghị. Để có thể bách chiến bách thắng trên chiến trường, lẽ dĩ nhiên Lê Uy Long phải là một bậc thầy về trận pháp và phán đoán tâm lý kẻ thù. Vì vậy lúc này anh đoán ngày hôm nay phía cảnh sát sẽ có động thái mới. "Tôi đã rõ, thưa Lê Soái." thiên thành phấn khích nhận lệnh, bất kể có chuyện gì, sư đoàn của cậu ta sẽ luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ yên của thành phố Quốc Hòa. Một cơn cuồng phong sắp sửa xảy ra. Sáng mai, toàn bộ thành phố Quốc Hòa sẽ ngạc nhiên khi thức giấc. Khi Lê Uy Long kết thúc cuộc điện thoại với Thiên Thành, Bích Loan một lần nữa đến để thay băng cho anh. Anh Uy Long, hôm qua vợ anh có hiểu lầm chúng ta không? bích loan bối rối hỏi ngay khi cô bước vào phòng không tôi và cô có làm gì đâu cô ấy không hiểu lầm gì cả lê uy long nói một cách khoa trương vậy thì tốt quá bích loan đỏ mặt nói cô nghĩ quá nhiều rồi vợ tôi không phải là người như vậy lê uy long nói về vợ bằng một giọng vô cùng ấm áp mặt của bích loan càng đỏ hơn khi nghe lê uy long nói câu này nói như vậy không phải là cô đang có những suy nghĩ không trong sáng hay sao sau đó cô đỏ mặt yêu cầu uy long cởi quần dài giống hôm qua để thay băng quá trình thay băng đã hoàn tất mà trái tim cô vẫn đập liên hồi một lúc lâu vẫn không sao bình tĩnh nổi bích loan vì hôm trước tôi có giúp cô nên hôm nay cô có thể giúp tôi một việc được không lê uy long đột nhiên hỏi có việc gì vậy bích loan giật mình liệu người anh hùng trong trái tim cô muốn cô làm gì để trả ơn cứu mạng của anh ấy nếu hôm nay tôi bị cảnh sát đưa đi Cô làm ơn hãy giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho bạn tôi được không? Lệ Uy Long đột nhiên nghĩ rằng nếu anh bất ngờ bị bắt đi, chắc chắn chúng sẽ không cho anh có cơ hội để gọi điện nên anh muốn nhờ Bích Loan giúp đỡ. Vì Bích Loan làm việc trong bệnh viện, nên nếu anh bị bắt đi ở đây cô ấy chắc chắn sẽ biết. Vậy nhờ cô ấy gọi điện thông báo cho Thiên Thành là phù hợp nhất. Bích Loan nghe Lệ Uy Long nói yêu cầu của anh, chợt nhận ra là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Trong lòng cô có chút hơi hụt hắng anh là một người hùng luôn xả thân chiến đấu vì sự công bằng anh là kẻ thù của cái ác đáng lý cảnh sát phải khen thưởng cho anh chứ tại sao lại bắt anh đi bích loan bối rối hỏi bây giờ tôi không thể giải thích điều này với cô được cô có thể hứa với tôi rằng nếu tôi bị cảnh sát bắt đi cô sẽ gọi điện cho bạn tôi không lê uy long hỏi lại bích loan một lần nữa tất nhiên rồi bích loan ngay lập tức gật đầu lê uy long không chỉ có ơn cứu mạng với cô mà còn là anh hùng trong trái tim cô tất nhiên cô không có lý do gì để từ chối một lời yêu cầu đơn giản như thế được rồi vậy tôi sẽ cho cô số điện thoại di động của bạn tôi cô hãy lưu vào máy số điện thoại di động của cậu ấy là lê uy long đọc số di động của thiên thành cho bích loan nhập số xong bích loan muốn lưu bèn hỏi tên của bạn anh là gì thiên thành lê uy long trả lời thiên thành đó không phải là chiến binh giả mạo của đội quân đại long mà mọi người đồn thổi dạo gần đây sao bích loan ngạc nhiên hỏi đúng chính là anh ấy lê uy long không phủ nhận anh thực sự là một người anh hùng vĩ đại vậy sao lại có thể giao du với những con người giả mạo yêu thích sự phù phiếm mà giả vờ làm tướng quân đó được bích loan hỏi lê uy long giật mình anh không thể giải thích điều này với bích loan được nếu anh thực sự bị cảnh sát bắt đi thì thiên thành một sĩ quan giả mạo có thể cứu được anh không? Bích Loan tiếp tục hỏi. Được rồi, cô chỉ cần nhớ rằng nếu tôi bị bắt đi, cô sẽ gọi cho anh ấy ngay và nói rằng tôi đã bị bắt. Còn những điều khác cô không cần nghĩ đến. Lê Uy Long nhắc nhở Bích Loan thêm một lần nữa. Được rồi, em nhớ rồi, em hy vọng anh sẽ không bị bắt. Bích Loan thực sự không trông mong bất cứ điều gì ở thiên thành, chỉ hy vọng rằng Lê Uy Long sẽ không bị bắt. Thung lũng ngạc na 9 giờ tối, Cao Kim Bình dẫn đầu bang hổ báo tiến về thung lũng ngạc na bên ngoài vùng ngoại ô phía đông. Tạ Ngọc Liên cũng dẫn Trương gia, già và trẻ, lặng lẽ đến đó chờ đợi xem màn trình diễn lấy mạng Lê Uy Long. Hoàng Minh Yên đích thân dẫn theo những tay chân thân tín, trang bị vũ khí đầy đủ, nhanh chóng tới bệnh viện nơi Lê Uy Long đang điều trị. Lúc này, trong bệnh viện, Uy Long đoán xem ai đến thăm anh này. Chu Nhược Mai lấp ló ngoài cửa phòng của Lê Uy Long, bí ẩn nở một nụ cười tươi tắn. Tôi không đoán được, ai mà lại đến thăm tôi cơ chứ? Ai mà thèm đến thăm một ông con rể vô tích sự của nhà họ Chu? Lê Uy Long tự giễu mình. Thì anh cứ đoán đi, nhất định anh sẽ vô cùng ngạc nhiên đấy. Chu Nhược Mai càng cười tươi hơn nữa. Nụ cười của cô ấy mới trong trẻo, tươi tắn làm sao? Tim Uy Long như tan chảy trong nụ cười ấy. Ngoài bạn gái cô, Nguyễn Tú Hằng Gia, thì còn ai nữa? Lê Uy Long không thể đoán được ai sẽ đến thăm anh anh đoán đúng một nửa, Tú Hằng đương nhiên sẽ đến, nhưng là một người khác mà anh không bao giờ tưởng tượng được luôn. Mà thôi, anh thật quá lười để đoán, Chu Nhược Mai phụng phịu giả vờ giận dỗi. Ai vậy, cho tôi biết nhanh lên, Lê Uy Long thực sự sợ rằng người đến là Thiên Thành. Nếu Thiên Thành biết rằng anh bị bắn trúng vào chân phải phải điều trị trong bệnh viện khi đối phó với chỉ 200 tên xã hội đen thì hình ảnh vị thần chiến tranh ôi thôi còn đâu nữa. Tú Hằng, cậu đưa cô ấy vào đây đi. Chu Nhược Mai nhìn về phía sau và gọi to. Liền sau đó cả Nguyễn Tú Hằng và Ngô Tường Ninh đều bước vào. Uy Long, ngay cả tổng giám đốc của tập đoàn DG của tôi cũng đến thăm anh đấy. Anh có ngạc nhiên không? Chu Nhược Mai cười tươi rực rỡ. Cha, dĩ nhiên là tôi rất ngạc nhiên. Lê Uy Long nói nhẹ nhàng. Anh cứ tưởng ai đến đây, hóa ra là Ngô Tường Ninh. Chu Nhược Mai không thể không cảm thấy một chút bất mãn khi thấy miệng Lê Uy Long thì nói ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn chẳng có vẻ gì là thực sự ngạc nhiên cả ngô tường ninh là tổng giám đốc nổi tiếng của tập đoàn dg hạ cố đến đây thăm anh ta nhưng anh ta lại coi điều đó như thể là điều hiển nhiên vậy cái đầu này anh long anh ổn hơn rồi chứ lúc này ngô tường ninh lo lắng hỏi cô biết rằng lê uy long không muốn chu nhược mai biết danh tính của anh vì vậy cô đã rất tinh tế gọi anh là anh long cô nghe tin từ chu nhược mai rằng lê uy long bị thương và phải nhập viện vì vậy cô đã yêu cầu được đến thăm anh cùng cô. Chủ tịch tập đoàn Di bị thương, là tổng giám đốc, dĩ nhiên cô phải đến thăm rồi. Chương 104 bắt giữ. Tuy nhiên, Chu Nhược Mai không biết mối quan hệ này, vì vậy cô nhờ Ngô Tường Ninh đợi ở cửa để tạo cho Lê Uy Long một bất ngờ nho nhỏ giúp tinh thần anh phấn chấn hơn. Cảm ơn cô Tường Ninh đã đến thăm tôi, tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi, chắc sẽ được xuất viện sau vài ngày nữa. Lê Uy Long cũng phải nói một cách lịch sự không có gì anh khách sáo quá rồi tôi với nhược mai là đồng nghiệp nghe tin anh bị thương vì vậy tôi đến thăm anh ngô tường ninh nói à uy long không phải anh nói rằng ngày mai anh sẽ tổ chức một lễ phúng điếu cho cha sao bây giờ chân anh bị thương thế này hay là chúng ta lùi ngày tổ chức lại nhé để đến khi anh hồi phục hoàn toàn thì tổ chức cũng chưa muộn phải không chu nhược mai nhớ rằng ngày mai là ngày mà lê uy long nói sẽ tổ chức buổi lễ vì vậy cô thuyết phục không thể hoãn lại được tôi đã gọi cho vài người bạn ở xa nên lễ phúng điếu ngày mai vẫn phải được tiến hành như dự kiến lê uy long nói nhưng vết thương ở chân của anh vẫn chưa lành làm sao có thể làm được chu nhược mai lo lắng không sao đây chỉ là một vết thương nhỏ không hề hấn gì đâu ngày mai tôi vẫn sẽ tham gia bình thường lê uy long quả quyết ngày đã được ấn định và cung đã dương tên ngay cả khi vết thương của anh chưa khỏi hoàn toàn lễ phúng điếu vào ngày mai vẫn phải được thực hiện theo đúng kế hoạch. Kẻ thù giết cha anh sẽ phải đền mạng, anh không muốn đợi thêm nữa. Lúc này, đột nhiên có nhiều bước chân vội vã ngoài hành lang. Tất cả mọi người sợ hãi đứng giặt sang một bên. Rồi một nhóm cảnh sát mang theo đầy đủ súng ống sộc thẳng vào phòng của Lê Uy Long. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và Ngô Tường Ninh ngây người tại chỗ. Lê Uy Long nhìn họ, thầm nhủ, cuối cùng những người cần đến cũng đã đến đứng im, không được di chuyển, không được di chuyển. Ngay khi sọc vào phòng, nhóm cảnh sát chĩa thẳng súng vào Lê Uy Long. Tất nhiên Lê Uy Long sẽ không di chuyển dưới nhiều họng súng như thế. Anh không muốn bị buộc thêm tội chống người thi hành công vụ. Và lại anh cũng đang chờ bọn họ, sẵn sàng chờ bọn họ. Thấy Lê Uy Long đứng im, họ tra còng vào tay anh ngay lập tức. Các anh làm gì vậy? Chu Nhược Mai lo lắng kêu lên lê uy long anh đã bị bắt vì đã giết rất nhiều người lúc này hoàng minh yên từ bên ngoài bước vào và nói khi chu nhược mai thấy rằng ngay cả giám đốc công an thành phố cũng đến đây để bắt uy long cô cảm thấy bầu trời như sụp đổ điều cô lo lắng nhất đã xảy ra lê uy long bị bắt vì giết quá nhiều người nhưng bây giờ anh ấy đang bị thương ở chân vì vậy anh ấy không thể đi cùng các anh được chu nhược mai muốn cầu xin cho lê uy long nhưng cô không biết phải nói gì Đành Vin vào cửa anh đang bị thương ở chân và nằm trong bệnh viện. Bị thương thì sao, chẳng lẽ chúng tôi nên chờ đợi anh ta bình phục rồi bỏ trốn ngay trước mắt chúng tôi sao? Hoàng Minh Yên nói với một tiếng khịt mũi lạnh lùng. Nhược Mai, em không phải lo lắng cho tôi, tôi sẽ ổn, Lệ Uy Long an ủi khi nhìn thấy Chu Nhược Mai đau lòng và sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Minh Yên liếc nhìn Chu Nhược Mai sau đó nhìn sang Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng ông ta nói tiếp những người phụ nữ này bị nghi ngờ chứa chấp tội phạm các anh đưa cả họ đi rõ ngay lập tức vài cảnh sát tiến tới còng tay chu nhược mai một tường ninh và nguyễn tú hằng cả ba người phụ nữ hoàn toàn bối rối họ không hiểu sao lại bị gán một tội danh nặng nề như vậy lê uy long đột nhiên cảm thấy tức giận anh không ngờ rằng hoàng minh yên thậm chí còn buộc tội đồng phạm cho chu nhược mai một tường ninh và nguyễn tú hằng chúng chuẩn bị bắt cả họ đi Tuy nhiên, Lệ Uy Long chắc chắn sư đoàn do Lưu Bảo Kim sẽ nhanh chóng tiến vào thành phố giải cứu cho anh, Chu Nhược Mai và những người khác, vì vậy anh không muốn đôi co gì ở đây với nhóm người này nữa. Tay Hoàng Minh Yên cũng thực sự to gan, dám bắt cả vợ anh. Vậy hãy để ông ta kiêu ngạo một lúc, ngày chết của ông ta cũng sẽ sớm đến mà thôi. Hai cảnh sát mang đến nhiều xích và những thanh sắt dài để cùng cả tay và chân của Lê Uy Long lại chúng e sợ sức mạnh của anh nên dùng đến cả những hình thức không cùng đặc biệt để áp đặt vào tên tội phạm đặc biệt này Lệ uy long vừa mới bị thương ở chân phải vết thương cũ trên cánh tay phải cũng còn chưa lành hẳn bây giờ lại bị cùm lại bởi những cây sắt anh thực sự có mọc thêm cánh cũng không thể thoát ra được dẫn đi hoàng minh yên lập tức ra lệnh khi thấy lê uy long đã bị xích song xuôi vậy là ngay lập tức đám cảnh sát hộ tống lê uy long chu nhược mai ngô tường ninh và nguyễn tú hằng ra khỏi phòng bệnh Việc đích thân Hoàng Minh Yên, giám đốc công an thành phố, đưa cảnh sát mang theo súng đạn vào bệnh viện đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi Lê Uy Long, Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Thu Hằng bị đưa ra ngoài, hành lang đã chật cứng người xem. "Hãy nhìn xem, đó không phải là chú rể nổi tiếng Lê Uy Long sao?" "Ơ, ờ, không phải là Lê Uy Long này đã hỗ trợ đội điều tra quét sạch hơn 200 tên tội phạm ở Thung Lũng Ngạc Khương tối qua đây sao?" "Làm sao họ lại bắt anh ta nhỉ?" Đúng rồi, lần trước nữ y tá bị tù nhân uy hiếp trong bệnh viện này cũng được chính anh ta giải cứu. Làm sao một người dũng cảm như vậy lại có thể bị bắt? Có thể là do anh ta liên quan tới quá nhiều vụ giết người. Dù kẻ bị giết là kẻ xấu hay người tốt thì anh ta cũng không phải là cảnh sát, anh ta không có quyền giết người như vậy. Cả giám đốc công an thành phố cũng trực tiếp chỉ đạo vụ bắt bớ này. Có vẻ vấn đề nghiêm trọng lắm đây. Nhìn kìa, chẳng phải kia là cô Chu Nhược Mai? hoa khôi số một của thành phố, vợ của Lê Uy Long sao? Cô ta liên quan gì mà cũng bị bắt nhỉ? Ai biết được, có thể cô ta là đồng phạm. Tôi không ngờ rằng ngay cả người đẹp số một ở thành phố Quốc Hòa cũng vi phạm pháp luật. Mẹ kiếp, ngay cả Ngô Tường Ninh, tổng giám đốc của tập đoàn DG, cũng bị bắt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có lẽ cô ta có liên quan, bởi vì Chu Nhược Mai làm việc cho tập đoàn DG. Ngay cả cô bạn gái thân nhất của Chu Nhược Mai, nguyễn tú hằng cũng bị bắt trời đất họ đã phạm tội gì họ sầm xì và chỉ trỏ chu nhược mai ngô tường ninh và nguyễn thu hằng chưa từng bị chỉ trích soi mói đồn đoán bởi nhiều người như thế ba người phụ nữ vô cùng xấu hổ họ đều là những công dân chính trực và ngay thẳng từ nhỏ tới lớn họ chưa bao giờ bị còng tay và hộ tống ra ngoài bởi một cảnh sát như lúc này điều này thực sự ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của họ họ còn mặt mũi nào nhìn ai sau này được nữa, thật là thảm họa. Ngay cả Ngô Tường Ninh, người luôn tin tưởng vào Lê Uy Long và biết nhiều điều bí mật về Lê Uy Long nhất cũng không tin rằng lần này anh ta có thể thoát ra và giải cứu mình. Cô không ngờ rằng chỉ đến thăm Lê Uy Long mà cũng bị họ bắt. Ở bên kia Lê Uy Long trông vẫn thật bình tĩnh. Lúc này, Bích Loan đang làm ca đêm, vội vã đi qua. Nhìn thấy Lê Uy Long, người anh hùng vĩ đại trong trái tim cô, bị hai cảnh sát áp tải bên cạnh không chỉ bị còng tay mà còn bị cùm bởi những thanh sắt dày cô bị sốc ngay lập tức cô không thể tin vào mắt mình lê uy long đã nói với cô rằng nếu anh bị cảnh sát bắt cô cần giúp anh gọi cho thiên thành để được giúp đỡ thật bất ngờ chuyện này thực sự đã xảy ra hay là anh đã phạm một tội ác nào đó vô cùng kinh khủng biết trước sẽ bị bắt nên mới dặn dò trước cô như thế tại sao các anh lại bắt lê uy long Bích Loan không tin một người anh hùng như Lê Uy Long có thể phạm một tội ác tài trời nên cô chạy ra và hỏi. Đi đi, đây không phải chuyện của cô, liên quan gì tới một y tá như cô mà cô hỏi. Nếu cô không đi, cô cũng sẽ bị bắt. Hoàng Minh Yên không ngờ một nữ y tá trẻ mang lại dám chạy ra chặn đường nên ông ta vô cùng tức giận. Bích Loan nhìn đám đông cảnh sát được trang bị đầy đủ súng ống đạn dược, cô sợ hãi bước sang một bên. Suốt cuộc cô chỉ là một y tá thực tập sinh mới tốt nghiệp. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh đáng sợ như vậy trong hơn 20 năm sống trên đời. Lúc này, Lệ Uy Long nhìn Bích Loan, nháy mắt với cô nhằm nhắc nhở cô gọi Thiên Thành. Bích Loan cũng hiểu ý của Lệ Uy Long, nhưng rất nhiều cảnh sát đang ở đây, cô không dám gọi Thiên Thành ngay lập tức. Đành đợi cho đến khi đám cảnh sát kia mang người đi hết. Lệ Uy Long, Chu Nhược Mai, Một Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng nhanh chóng bị đưa ra khỏi bệnh viện nhóm người bị tống lên một chiếc xe tù và đưa đi. Trường 105 Sư đoàn tác chiến thung lũng ngạc na. Chưa đầy 5 phút sau khi Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và những người khác bị lực lượng của Hoàng Minh Yên bắt đi, ánh hạ mới đi đến bệnh viện. Vì Quang Hùng, Lục Cao và Lê Uy Long đều bị thương và phải nhập viện, cô đã dành thời gian đến thăm họ sau giờ làm việc. Quang Hùng và Lục Cao đều là cấp dưới của cô, họ đã bị thương khi làm nhiệm vụ. Với cương vị là một người đội trưởng, cô tất nhiên nhiên phải đến thăm. Còn Lê Uy Long là ân nhân của ánh hạ, vì cứu mạng cô nên anh ấy mới bị thương như thế, ánh hạ dĩ nhiên không thể làm ngơ. Tuy nhiên, ngay khi ánh hạ vào bệnh viện, cô đã nghe rất nhiều người bàn tán về việc Lê Uy Long, Chu Nhược Mai vợ anh, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng vừa bị giám đốc sở cảnh sát thành phố Hoàng Minh Yên bắt đi. Ánh hạ đã sốc mất một lúc khi nghe tin này, nếu người bắt giữ họ là Hoàng Minh Yên, cấp trên của cô, Tại sao cô không hề nghe ông ta thông báo về việc này? Và lại Hoàng Minh Yên là người đứng đầu sở cảnh sát, những việc bắt bớ này ông ta không bao giờ tự mình ra tay. Tại sao hôm nay lại đột ngột thay đổi như vậy? Bên cạnh đó, tại sao đến cả Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng cũng bị bắt? Vừa lúc đó, cô trông thấy y tá Bích Loan tay cầm điện thoại di động chuẩn bị gọi cho ai đó đang đi đến gần, bèn bước tới và hỏi Bích Loan: Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? bích loan đang xem xét số điện thoại của thiên thành thấy ánh hạ đột nhiên đi đến hỏi cô vội đặt điện thoại xuống và kể lại mọi chuyện rằng đích thân giám đốc hoàng đã mang theo một lượng lớn cảnh sát đến để bắt huy long và vợ anh ta cũng như hai người bạn của họ và đưa đi tại sao họ còn bắt cả chu nhược mai với bạn cô ấy đi để làm gì ánh hạ hoang mang hỏi nếu chỉ bắt lệ huy long thì chuyện này cũng không đến nỗi vô lý lắm bởi dù sao anh ta cũng đã giết rất nhiều người việc đưa anh ta về sở để hỗ trợ điều tra là điều dễ hiểu nhưng ngay cả những người không liên quan như chu nhược mai và các bạn của cô ấy cũng bị bắt thì thật là kỳ lạ tôi cũng không biết bích loan nói với vẻ căng thẳng không kém ánh hạ biết rằng hỏi một y tá ngoài cuộc như bích loan cũng không có tác dụng gì vì cô ấy không thể biết lý do cô bỗng có một linh cảm rằng tình hình đang rất nghiêm trọng vì vậy cô ngay lập tức rời khỏi bệnh viện mà không đến thăm quang hùng với lục cao nữa Ánh Hạ quyết định sẽ nhanh chóng quay lại sở cảnh sát để tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, cô vội vã lái xe đi. Chấm chấm. Ngay khi Ánh Hạ rời đi, Bích Loan nhớ lại lời dặn dò của Lê Uy Long và lập tức đi đến một góc vắng vẻ trong bệnh viện, sau đó lấy điện thoại di động ra và bấm số của Thiên Thành. Alo, ai vậy? Thiên Thành hỏi một cách huệ oải khi thấy một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi là Bích Loan, y tá, xin hỏi anh có phải là Thiên Thành không? bích loan thận trọng hỏi à phải tôi là thiên thành đây sao cô lại có số của tôi vậy chúng ta có biết nhau không thiên thành ngạc nhiên hỏi anh long yêu cầu tôi gọi cho anh bích loan nói thở phào khi đã gọi đúng người anh long anh long nào cơ có quá nhiều người trùng tên với nhau nên thiên thành muốn hỏi cho rõ ràng là anh lê uy long đó bích loan từ tốn nói nghe tới đây thiên thành đột nhiên cảm thấy phấn khích liền hỏi lại một cách lịch sự hơn, vậy là anh Long đó yêu cầu cô gọi cho tôi, có chuyện gì sao? Anh ấy đã bị người của sở cảnh sát bắt đi vừa nãy rồi. Bích Loan cuối cùng cũng có thể nói đến vấn đề chính. Cái gì, anh ấy thực sự đã bị cảnh sát bắt đi, Thiên Thành hỏi gấp và bật dậy khỏi giường. Vâng, người của sở cảnh sát không chỉ bắt mỗi anh ấy, mà cả chị Nhược Mai, chị Tú Hằng và giám đốc Ngô Tường Ninh của tập đoàn DG cũng bị bắt đi luôn. Bích Loan nói được tôi hiểu rồi thiên thành hào hứng nói anh đã đợi rất lâu rồi giây phút này cuối cùng cũng đến có gì vui sao anh hãy nhanh chóng tìm cách giải cứu anh long và chị nhược mai đi có được không anh long đã nói với trước với tôi rằng nếu anh ấy bị cảnh sát bắt tôi phải gọi thông báo ngay cho anh anh sẽ có cách để cứu anh ấy anh thực sự có thể cứu anh long chứ bích loan thực sự không dám đặt quá nhiều hy vọng ở thiên thành một kẻ mạo nhận là trung úy quân đội đại long đừng lo Tôi dĩ nhiên sẽ có cách giải cứu anh Long của cô, cả chị dâu và những người khác nữa. Bây giờ tôi không còn nhiều thời gian để nói chuyện thêm với cô nữa, tôi phải lập tức đi cứu họ đây. Nói xong, Thiên Thành không đợi Bích Loan trả lời đã cúp điện thoại. Sau đó, anh ta ngay lập tức gọi cho Lưu Bảo Kim, chỉ huy quân đội khu vực phía Tây và yêu cầu anh ta đưa sư đoàn của mình vào thành phố để giải cứu Long Thần Chiến. Tại vùng ngoại ô phía Tây thành phố, nơi đóng quân bí mật của sư đoàn tinh nhuệ dưới trướng Lưu Bảo Kim. Sĩ quan Lưu vừa nhận được tin Lê Soái đã bị cảnh sát bắt đi, liền ngay lập tức yêu cầu các binh sĩ tập hợp khẩn cấp. Các đồng chí, tôi vừa nhận được tin từ Trung úy Thiên Thành rằng tổng tư lệnh của chúng ta, người dụng binh như thần và trân trọng những người lính như anh em, người đã có những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giờ đây đã bị bắt giữ bởi âm mưu của những thế lực xấu xa. Các đồng chí nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lưu Bảo Kim nói lớn, với tư cách là một sĩ quan tham mưu, anh rất giỏi trong việc điều phối cảm xúc của binh lính. Tiến vào quốc hòa, bắt sống tội nhân, giải cứu lê Soái. Tiến vào quốc hòa, bắt sống tội nhân, giải cứu lê Soái. Tiến vào quốc hòa, bắt sống tội nhân, giải cứu lê Soái. Hơn 3.000 binh sĩ và đặc vụ của sư đoàn tinh nhuệ đồng thanh hét lên. Được, vậy hãy lên đường theo tôi vào thành phố cuộc thanh trừng của chúng ta bắt đầu. Lưu Bảo Kim chỉ chờ có thế và ngay lập tức ra hiệu lệnh. Ngay lập tức, vô số xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép và xe quân sự bắt đầu dịch chuyển cùng lúc, làm dung chuyển cả một khu vực rộng lớn và nhanh chóng lao đến thành phố Quốc Hòa với một khí thế hùng tráng. Sau đó, những chiếc xe chiến đấu cột mắc quân đội đột nhiên xuất hiện trên đường phố Quốc Hòa, khiến các phương tiện thông thường đang đi qua phải lảng tránh, không ai hiểu nổi cả một sư đoàn đông đúc như vậy xông vào thành phố này làm gì vào giữa đêm hôm như thế. Thành phố Quốc Hòa tối nay chắc chắn sẽ được chứng kiến một trận chiến khốc liệt, hoành tráng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ. Một trận chiến giữa công lý và cái ác đã bắt đầu. Những người mà Hoàng Minh Yên phái đi lần này đều là những người thân cận nhất của ông ta. Việc bắt giữ Lê Uy Long lần này là một hoạt động tuyệt mật. Chỉ có ông ta và người thân cận được phép biết. Ban đầu, Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng không nằm trong kế hoạch bắt giữ của ông ta. Nhưng họ đã tình cờ xuất hiện trong phòng bệnh của Lê Uy Long và tất cả họ đều có quan hệ thân thiết với anh ta. Để bí mật không bị tiết lộ, ông ta chỉ còn cách là bắt giữ luôn cả họ. Chiếc xe chở Lê Uy Long, Chu Nhược Mai, Giám đốc Ngô và Nguyễn Tú Hằng đã không lái về sở cảnh sát mà đi thẳng đến thung lũng ngạc na ở vùng ngoại ô phía đông thành phố. Khi Lê Uy Long nhận ra điều này, anh đột nhiên có một linh cảm đáng ngại. Tuy nhiên, bây giờ toàn bộ cơ thể Lê Uy Long đã bị khống chế bằng còng sắt, anh ta không thể sử dụng điện thoại di động của mình để thông báo chuyện này đến Thiên Thành. Nhược Mai, Tường Ninh và Tú Hằng cũng hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình khi thấy chiếc xe tù nhân đang lái ra khỏi thành phố, tiến về vùng ngoại ô. Nghĩ đến vùng ngoại ô, họ thậm chí còn hoảng loạn hơn, bởi khu vực này thật sự giống với một nơi hành quyết. Họ định đưa chúng ta đi đâu? Nguyễn Tú Hằng không kìm được nỗi lo lắng trong lòng, bất giác hỏi trong hoảng loạn. Tớ cũng không biết, có thể là một căn cứ khác của sở cảnh sát, khu vực thử nghiệm hoạt động chẳng hạn. Đây là điều lành nhất mà Chu Nhược Mai có thể nghĩ ra. Nhưng, sao tôi cứ có cảm giác như chúng ta đang bị đưa đến nơi hành quyết vậy? Ngô Tường Ninh cũng không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh lúc này. Mặc dù cô là tổng giám đốc của tập đoàn DG, một người phụ nữ luôn trang nghiêm, mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng cô rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Khi gặp những tình huống đáng sợ như thế này này, tường ninh dĩ nhiên cũng sẽ hoảng loạn. Ngô tường ninh vừa dứt lời, cả Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đều nín thở kinh hãi. Bởi vì thực ra chính họ cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra. Lệ Uy Long, anh nói rằng mình có thể giết rất nhiều người mà sẽ không có chuyện gì xảy ra, vậy bây giờ anh vẫn có thể cứu bọn em chứ? Anh có chắc rằng bọn em sẽ được an toàn không? Chu Nhược Mai chỉ có thể hỏi lại Lê Uy Long, cố gắng giữ lấy chút hy vọng mong manh. Mọi người không cần phải hoảng sợ, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Lê Uy Long nói một cách bình tĩnh, trước giờ anh vẫn luôn là người mạnh mẽ và tỉnh táo, không bao giờ e sợ trước nguy hiểm. Anh tin rằng sư đoàn của Lưu Bảo Kim đã trải qua nhiều trận chiến và có nhiều kinh nghiệm, họ nhất định sẽ sớm tìm thấy vị trí của anh. Nếu ngay cả việc nhỏ nhặt này họ cũng không thể xử lý được, anh sẽ cân nhắc cho họ về nhà làm ruộng luôn cho rồi. Chấm. Nửa giờ sau, chiếc xe chuyên chở tù nhân lái đến Thung lũng Ngạc Na. Thung lũng heo hút này cách thành phố Quốc Hòa tới hơn 20 km, nó khá xa xôi và được bao quanh bởi những ngọn núi hiểm trở. Ngạc Na từng là một nơi hành quyết tập thể trong những thập niên 1960 và 1970, rất nhiều tù nhân đã bị xử tử tại đây. Trong thời đại đó, có vô số người đã mất mạng trong Thung lũng Ngạc Na do đó thung lũng này trở nên hoang vẻ heo hút với cảnh sắc vô cùng ảm đạm chẳng có người bình thường nào dám bén mảng đến đây kể cả vào ban ngày hay ban đêm ngạc na cũng không có lấy một bóng người đây chính là lý do tại sao hoàng minh yên muốn đưa lê uy long đến đây để có thể giết chết anh một cách bí mật thần không biết quỷ không hay ngay khi chiếc xe tù nhân vừa mở ra lê uy long chu nhược mai một tường ninh và nguyễn tú hằng đã bị đẩy tới một vùng đất trống giữa thung lũng ngạc na thấy Lê Uy Long đã bị bắt, đột nhiên xung quanh thung lũng có tiếng reo hò vang vọng cả một vùng. Trong lúc này, toàn bộ khu vực xung quanh thung lũng được bao phủ dày đặc bởi những người và người, với vô số cái đầu nhấp nhô như sóng và những tiếng nói lớn ồn ào, nó thực sự là một khung cảnh sôi động chết chóc. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 105